Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Mỹ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ ngày 12 tháng 7 vừa loan báo là sẽ bổ sung thêm 8 lĩnh vực học thuật vào danh sách những ngành học mà du học sinh có thể theo những ngành học đó thì có thể xin ở lại thực tập kéo dài thêm 2 năm so với những cái thời hạn thực tập bình thường so với những cái ngành học khác. Và đó là một tin vui đối với những du học sinh từ khắp nơi trên thế giới, không chỉ từ Việt Nam, vì tất cả mọi người khi đến Mỹ học tập đều mong muốn có cơ hội lưu lại lâu hơn để được thu thập kinh nghiệm cho mình. Và với cái việc bổ sung thêm 8 lĩnh vực học thuật này vào danh sách OPT dài hạn hơn đó, thì sẽ là một cái cơ hội mở rộng cho thêm nhiều người nữa có cơ hội được lưu lại Mỹ thực tập, lấy kinh nghiệm làm việc theo đúng ngành học của mình sau khi tốt nghiệp tại Mỹ. Mời quý vị cùng các bạn cùng tìm hiểu ngày hôm nay xem những cái lĩnh vực vừa mở rộng đó là như thế nào, OPT dài hạn hơn so với du học sinh, đó là ở những ngành học nào, làm sao mình có thể đủ điều kiện để xin được cái OPT dài hạn này với luật sư di trú Khanh Phạm hôm nay. Xin chào luật sư Khanh, cảm ơn anh trở lại chương trình hôm nay. Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của đài. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình ngày hôm nay. Dạ, mình nói về cái việc mà Mỹ cho mở rộng thêm danh sách những ngành học được lưu lại thực tập lâu hơn tại Mỹ sau khi kết thúc việc học. Thì trước khi mình nói cái danh sách đó gồm những cái lĩnh vực nào thì cũng xin giới thiệu về cái việc là OPT, tức là chương trình thực tập dành cho du học sinh sau khi kết thúc việc học tại Mỹ đó. Thì cái OPT này nó có phân loại bao nhiêu loại khác nhau, và mỗi loại như vậy thì cái thời gian cho phép lưu lại tối đa ở Mỹ là bao nhiêu lâu, thưa luật sư? Kính thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước hết cái OPT là mình dùng cái từ gọi là Optional Practical Training, có nghĩa là cái thời gian cho những người du học sinh có thể ở lại bên Mỹ để mà làm việc sau khi họ tốt nghiệp, hoặc là ví dụ trước khi họ tốt nghiệp nhưng mà họ có cái bằng cấp giống như cái bằng Associate Degree cũng chẳng hạn, họ cũng có thể ở lại để họ tìm việc làm trước khi họ lấy cái bằng Bachelor. Thì trước đây thông thường cái OPT lại có hạn 12 tháng, có nghĩa là sau khi họ ra trường họ có bằng cấp thì họ có thể ở lại cỡ 12 tháng nữa thôi, xong sau đó phải học cao hơn nữa hoặc là tìm cách nào để mà hợp pháp hóa cái thời gian ở lại. Nhưng mà bắt đầu từ 2016 khi mà bên Sở Di trú Mỹ đưa ra cái chế độ rằng là bây giờ những cái người nào mà học trong ngành STEM, có nghĩa là ngành Science, Technology, Engineering và Mathematics, bốn cái ngành đó, thì có thể xin gia hạn thêm 24 tháng sau khi cái 12 tháng nó hết hạn. Có nghĩa là tổng cái thời gian của những du học sinh nào mà học trong cái ngành STEM đó, có thể ở lại bên Mỹ là tổng cộng là 36 tháng, có nghĩa là tầm 3 năm. Thì bốn cái ngành này mà mình đang nói ra là ngành cái ngành chính thống đó, có nghĩa là cái mình nói là nếu mà mình học từ những cái ngành này ra thì mình có thể xin OPT. Nhưng mà quý vị nên nhớ, trong một ngành đó mình có thể có nhiều cái bằng cấp khác nhau, tại vì cái ngành đó nó có thể chia ra những cái phân cấp khác nữa. Mà bốn ngành là bốn ngành chính, còn ngoài ra nó còn chia rất là những cái lẻ tẻ khác. Mà một cái bằng cấp của mình có thể mình không có học toán hoàn toàn, nhưng mà nó sẽ có thể liên quan tới toán thì cũng được tính dưới OPT. Thì như vậy OPT tức là chương trình thực tập sau khi kết thúc việc học tại Mỹ, đặc biệt là kết thúc ở cái bậc từ cử nhân trở lên đó, thì sau khi kết thúc có được cái bằng rồi thì được một năm cho tất cả mọi người học ngành nào cũng được một năm hết OPT ở lại Mỹ thực tập lấy kinh nghiệm theo đúng cái ngành học của mình. Nhưng mà đối với những ngành trong STEM thì được tới 3 năm tổng cộng, tức là một năm xong rồi là mình lại xin được 2 năm gia hạn nữa vì mình học ngành STEM. Ngành STEM tức là những ngành về khoa học, trong đó có là ngành công nghệ ha, hoặc là ngành khoa học ha, hoặc là ngành kiến trúc và toán học. Hoặc kỹ sư ha. Kỹ sư và toán học tự nhiên. Những ngành tự nhiên là vốn là những cái ngành mà nước Mỹ rất là khuyến khích để mà có thêm những cái sáng tạo, sáng kiến mới, có được những sản phẩm trí tuệ sáng tạo cho nhân loại đó. Thì những cái ngành học STEM này rất là được khuyến khích và rất là được ưa chuộng tại Mỹ. Và đó cũng là lý do mà rất là nhiều du học sinh khắp nơi trên thế giới tới Mỹ đi học, mà rất nhiều người trong đó từ Việt Nam theo học ngành STEM. Những ai học STEM thì sau khi học xong được 3 năm tổng cộng để thực tập, còn những ai học những ngành khoa học xã hội khác thì chỉ một năm OPT thực tập mà thôi. Thì bây giờ trước nay đó, cái danh sách mà STEM thì nó nói là bốn lĩnh vực, nhưng mà trong bốn lĩnh vực đó thì nó có rất là nhiều những cái ngành học trong bốn lĩnh vực đó. Thì mình có đong đếm được là tổng cộng có mấy trăm cái ngành học trong cái bốn lĩnh vực STEM mà được phép lưu lại 3 năm sau khi học không, được sư khách? Dạ có. Và thưa chị và thưa quý vị, thì thông thường á, cái lúc mà 2016 khi mà bên Sở Di trú Mỹ họ đưa ra cái
Mở rộng ra cái vấn đề thời gian ở lại OPT thì trong cái luật đó họ có nói rằng là cộng đồng và những người nào mà muốn đóng góp ý kiến về giống như là nên mở rộng cái những cái ngành nào để mà cộng vào cái OPT hoặc là coi như xóa trừ đi từ cái những cái ngành nào trong danh sách này á thì có thể làm, và giống như là mỗi lần mà bên sở di trú họ đưa ra cái thời gian họ nói rằng bây giờ cần đóng góp ý kiến về một là cộng thêm những cái ngành vào hoặc xóa những cái ngành nào ra cái danh sách này á thì bất kỳ ai cũng có thể đóng góp được. Thì tới ngày hôm nay có nghĩa rằng là bây giờ trên cái danh sách này đang có trên 120 ngành khác nhau vẫn liên quan tới bốn cái ngành chính, có nghĩa là cái Bốn ngành chính lĩnh nó vực sẽ đẻ STEM. ra bốn cái lĩnh vực chính đó, nhưng mà nó sẽ đẻ ra những cái ngành riêng rẽ sau đó nữa. Thì tổng cộng ngay lúc này đang có 122 lĩnh vực khác nhau trong cái tổng cái bốn cái core đó. Thì nó rất là đa dạng, tại vì thông thường lúc mà mình nói về STEM, trước giờ Khanh và chị Trà My cũng chưa có đi sâu quá về vấn đề STEM, mà mình chỉ nói phớt lờ là STEM là ngành science, ngành technology, ngành engineer và ngành toán. Nhưng mà vì ngày hôm nay á, mình đi sâu xa hơn, mình nói là nó có những cái ngành nào mà trong đó, thì cái danh sách này nó rất là nhiều. Dạ, Nó nhưng mà mình liệt kê đây thì chắc không có đủ thời gian, nhưng mà thưa luật sư Khanh, nếu luật sư Khanh có cái danh sách đó trong một cái đường liên kết nào, cái trang web nào đó, thì xin luật sư Khanh giới thiệu để các bạn trẻ ở Việt Nam theo dõi chương trình đó, họ có thể vào cái trang web đó để họ biết được là những ngành học nào được liệt kê là STEM mà học xong được tới 3 năm lưu lại thực tập. dạ đúng rồi. Thì nói chung là cái danh sách này chút nữa Khanh sẽ đẩy trên cái link của đài, nhưng mà giống như quý vị biết á, danh sách này nó rất là từ là gọi gì đa dạng, tại vì nó có thể thay đổi ngay lúc này. Những cái ngành trong cái danh sách này có thể được cộng thêm hoặc là có thể bị loại trừ, tại vì vấn đề là ví dụ cái thời gian mỗi lúc mà mỗi trường người ta đưa ra những cái requirement, những cái lớp mà mình cần thiết mình phải học đó. Ví dụ họ có thay đổi những cái lớp này thì sau này lúc mà những người kia người ta đóng góp ý kiến, người ta có thể nói là những cái này không có phù hợp với STEM nữa rồi nên phải xóa bỏ đi, hoặc là những cái ngành khác bắt đầu họ tạo ra ngành khác về học như thế nào và họ cân nhắc đi cân nhắc lại, họ nói cái này liên quan tới STEM thì họ có thể cho nó vào. Nên vì vậy có nhiều lúc cái list này nó sẽ thay đổi, nhưng mà Khanh sẽ gửi cái list này lên cho cái link cho quý vị cho đài ngày hôm Mà nay. từ hồi nào tới giờ cái danh sách này nó ngay thuở ban đầu nó đã là 120 chưa, hay là từ từ nó được bổ sung bổ túc tới riết tới bây giờ mới là 120, tức là nó thay đổi theo cái kiểu là càng ngày càng tăng lên hay là càng ngày càng Thực thu hẹp? nó là càng ngày càng tăng chị, và vấn đề là sau Covid thì được tăng nhiều hơn nữa. Trước đây thì nó rơi vào đâu tám mấy nhưng mà sau Covid bắt đầu được gia tăng thêm, và tới ngày hôm nay cái chủ đề ngày hôm nay là được tăng thêm 8 cái ngành trong này nữa, Thì thì nếu nó mà đang có người thắc mắc là tại sao có cái sự thay đổi lúc này, tại sao ngay thời điểm này tăng thêm 8 lĩnh vực học thuật trong cái danh sách STEM thì anh. thì trước hết là một bên trước đó là đại dịch Covid đã qua rồi thì bây giờ có nhiều học sinh họ đi về đây để họ học, và cái thứ hai nữa là vấn đề là bên ngài Biden, ông đang là làm nới rộng ra về cái vấn đề di trú và để mà cho những du học sinh để mà vào nước Mỹ đi học, tại vì chút nữa trong chương trình mình sẽ nói những cái lợi ích mà du học sinh từ nước ngoài đem vào trong Mỹ là như thế nào. Nhưng bây giờ coi như chính phủ Mỹ đang mở rộng ra về cái vấn đề rằng là cho du học sinh ở nước ngoài vào và để mà đào tạo. Để mà trước hết là cho họ học, và cái thứ hai để làm sao để mà ví dụ họ tìm cách cho họ ở lại để mà họ đóng góp với cái kinh tế của bên nước Mỹ, Tức và là nôm na là khuyến khích, khuyến khích đúng rồi, mở khuyến thêm những khích cái du lĩnh học vực. sinh và khuyến khích thêm trong cái thời gian kế tiếp có những nhân tài qua đây học mà có thể cân nhắc là như thế nào để họ tạo ra cho họ cái điều kiện để họ ở lại họ làm và làm sao để họ phát hóa để mà thu kéo nhân tài từ nước ngoài về. Khuyến khích đặc biệt trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tại vì đây là những cái lĩnh vực mà giúp cho phát triển nhiều nhất, đối với cái sự phát triển của nhân loại thì khoa học kỹ thuật là không thể nào là thiếu. Thành ra là nước Mỹ có nhiều những cái chính sách để mà thu hút nhân tài khắp nơi trên thế giới, thì trong đó có cái việc là du học sinh qua đây mà nếu mà học ngành STEM thì có thêm được cái lợi ích là được ở lại thực tập lâu hơn, có kinh nghiệm 3 năm lận để lấy kinh nghiệm trước khi đi về. Còn những bạn nào mà xuất sắc quá, sau trong lúc thực tập đó thì sẽ được mời gọi ở lại những cái công ty doanh nghiệp mà họ thuê mướn đó, họ thấy quá hay quá giỏi, họ mời ở lại để làm việc cho họ nữa. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mà có cái sự thay đổi ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin hỏi 8 cái lĩnh vực nào vừa mới được bổ sung vào cái danh sách STEM để có thể học xong mà xin gia hạn ở lại lưu lại thực tập 3 năm, cao hơn so với những cái môn học bình thường khác chỉ 1 năm, thì 8 lĩnh vực đó là 8 lĩnh vực nào thưa anh?
Sau khi Khanh duyệt, Khanh coi những cái thông tin này thì Khanh cũng thấy ngạc nhiên là bây giờ bên Mỹ cũng đang rất là tạo điều kiện cho những người du học sinh. Tại vì trong những cái tám lĩnh vực này trước giờ Khanh không suy nghĩ rằng là nó có vài lĩnh vực thì Khanh nói à cái này phải tự nhiên rồi, nhưng có vài lĩnh vực giống như cái đầu tiên này Khanh nghĩ là tự nhiên sao lại đẻ ra như vậy. Thì cái lĩnh vực đầu tiên họ gọi là cái từ là landscape architecture, có nghĩa rằng là một người kiến trúc về cái kết cấu của giống như là cái trồng cây cỏ như thế nào Cảnh á, quan. cái cảnh quan á. Thì trước giờ mình không có nghĩ là cái lĩnh vực này nó sẽ rơi vào STEM, nhưng mà ngay lúc này cái chương trình này được cộng vào trong cái danh sách này, nên vì vậy quý vị có con cái nào và quý vị nào đang đi học cái ngành landscape architecture, mà ví dụ mình đi học architecture nhưng mà mình hướng về cái vấn đề mình bố trí cảnh quan á, thì thực tế ngay cái ngành này là được chấp thuận là coi như là cho STEM. Cái thứ Tại hai vì trước á, đây cái ngành kiến trúc sư là chắc chắn là trong STEM rồi, thì bây giờ kiến trúc sư về cảnh quan cũng trong STEM đúng luôn, rồi, tại dễ vì hiểu. thông thường lúc mà mình nghĩ tới kiến trúc sư nhé, mình sẽ nghĩ là à những người trong xây dựng, trong ngành xây dựng, hoặc là những kiến trúc sư, kỹ sư về điện, hoặc là dầu hỏa như này nọ, chứ mình chưa bao giờ nghĩ tới cảnh quan, bởi vì cái đó là thông thường chỉ là cái vẻ đẹp thôi. Nhưng mà thực tế bây giờ là bên ngành STEM là chấp thuận coi như là kiến trúc sư cho cảnh quan được nhập vào coi như là cái ngành STEM. STEM chứ không phải Đúng ngành mỹ thuật. rồi, không phải mỹ thuật mà bây giờ dưới là STEM luôn rồi. Thì quý vị biết cái từ STEM á, là nó cao hơn mỹ thuật nữa, bởi vì Khoa nó học kỹ bao thuật gồm về nhiều cái hơn. khoa học về hơn nhiều hơn chứ không phải là mỹ thuật. Đó. À, cái ngành thứ hai á, là họ đồng ý á, là tôi gọi là institutional research, có nghĩa rằng là ví dụ một người mà muốn thành người đi Nghiên researcher, nghĩa cứu. là đi nghiên cứu viên á, thì sau này và cái nghiên cứu viên này á, là thông cái vấn đề họ nghiên cứu nó phải về vấn đề là thông tin này, có nghĩa là data analytics, có nghĩa họ Phân phải tích hướng về dữ phân liệu. tích dữ liệu rồi đó. Và cái thứ hai họ phải coi những cái vấn đề rằng là về nghiên cứu về cái vấn đề cái thông tin học hóa hay như thế nào đó, chứ không phải nghiên cứu bất kỳ vấn đề gì cả, mà rất là hạn chế về cái ngành nào mà họ phải nghiên cứu. Cái thứ ba là những cái người nào mà làm về robotic automation engineer, có nghĩa rằng là anh nghĩ cái Kỹ từ sư này tự động kỹ sư hóa tự động robot. hóa đó. Đó. Thì Cái những ngành đó cái chắc chắn là ngành kỹ sư rồi anh. đúng rồi, nhưng mà STEM. trước đây thì không có, trước đây thì nó hạn chế, tại vì thông thường á, có nhiều người người ta học là general, người ta học là kỹ sư, người ta không có học riêng rẽ, tại vì quý vị biết một cái ngành kỹ sư mình có thể học rất nhiều ngành kỹ sư khác nhau, mình có Đúng thể đi rồi. đặc thù về. Thì ngay trong lúc này thì bên sở di trú họ có đề nghị ra rằng là yes, những cái người nào mà học về automation engineer hoặc là về kỹ sư về máy Kỹ móc hoặc sư về tự động hóa hoặc là kỹ tự sư về động hóa robot. đó, thì nó sẽ là một cái phần coi như đặc thù được được cộng vào trong cái ngành STEM. Còn nữa là cái ngành composite material technology technician, cái này có nghĩa là từ ngữ là người ta học về chất hóa, vật hóa hay coi như những cái vật hóa để mà cấu tạo Hóa chất chất. liệu đó, hóa chất đó. Thì trước giờ Khanh nghĩ cái này nên vào STEM nhưng mà Đúng không được rồi. vào, nhưng mà thực tế là bây giờ lại được vào. Thì Khanh cũng giống như Khanh nói trước, Khanh và chị Trà My cũng chưa bao giờ đi sâu vào, tới ngay lúc này thì Khanh mới coi lại cái danh sách này, Khanh nói ôi trời, có nhiều cái nó đáng lẽ nó phải trong đó mà bây giờ mới Đúng được áp rồi. vào. Thì nghe rất là kỹ thuật, rất là công nghệ, rất là khoa Đúng học rồi, mà sao mà giờ rất là đặc thù nữa chứ không phải là nó rất là phớt lờ. Còn cái ngành nữa là nó gọi là từ linguistic and computer science. Linguistics ở đây là có nghĩa là học vấn về ngôn ngữ học. ngôn ngữ học, mà cái này nó lại kết nối với về vấn đề là Khoa coi học như máy máy tính. tính, khoa học máy tính đó. Có nghĩa là bây giờ họ đang ghép lại ngôn ngữ học và khoa học máy tính để làm sao mà đã tạo ra cho cái cách nào để mà cho những người mình có học có tiếng nói khác nhau có thể dùng phần mềm hay như thế nào để mà bắt đầu dịch ra để mà nói chuyện. Thì cái Tính này ra là cái được. này liên quan tới AI phải không anh, trí tuệ nhân tạo. Không phải là AI, nhưng mà vấn đề là giống như là họ dùng họ sẽ cho những cái người nào mà họ có khả năng về ngôn ngữ khác nhau và họ sẽ viết ra những cái chương trình, những cái software để mà sau này nó integrate, có nghĩa là nó có thể thay đổi ngôn ngữ này qua ngôn ngữ kia, hoặc giúp một cái người giống như ví dụ Khanh không biết, ví dụ Khanh không biết tiếng Pháp hoặc Khanh không biết tiếng Mỹ gì đi, mà Khanh có thể dùng những cái chương trình đó làm để mà Khanh hiểu tiếng và nó có thể thông Gì dịch cho đó mình dạ liền à, á, thì cũng là ứng thì dụng cho trí tuệ cũng là nhân ứng tạo dụng luôn. cho tạo cho nhân tạo cho những người như mình để mình có thể dễ hiểu hơn. Thì cái ngành Trước này là đây đó thì ngành ngôn ngữ học nó nằm trong khoa học xã hội, nhưng mà bây giờ ngôn ngữ học và khoa học máy tính học chung nhau thì nó dạ thành đúng rồi, khoa học tự nhiên,
để mà giúp cho ứng dụng vào trí tuệ nhân tạo AI. À. Dạ đúng rồi. Còn cái ngành kế tiếp gọi là Development and Adolescent Psychology, có nghĩa là cái ngành học về vấn đề là cái cuộc Tâm lý. tính này, tâm lý và vấn đề tâm lý cho những người nào đang lớn lên, người học về làm sao để mà coi như tâm lý học cho những người giống như tuổi vị thành niên, dưới tuổi vị thành niên mà đang lớn lên đó, để coi những cái người này họ sẽ có ảnh hưởng như thế nào trong vài trường hợp, trong những cái trường hợp mà họ sẽ gặp trong cuộc đời, và làm sao để mà giúp đỡ họ để mà họ có một cái cuộc sống rất là coi như là không có bị áp lực quá, bị áp chế quá hay như thế nào đó. Thì cái Nhưng mà nếu mà môn học mà tâm lý, gọi là môn học về tâm lý sự phát triển của vị thành niên á, nghe nó rất là khoa học xã hội nha anh Khanh, nghe đúng không rồi, thấy nhưng kỹ thuật. mà cái này nó lại rơi vào cái từ science. Tao trong science đó, nó có cái gọi là bioscience nó cũng đồng nghĩa rằng là mình sẽ học về những như biology, mà ví dụ cái tâm lý học đó, bây giờ họ đang mình không nói về tâm lý học nữa mà mình nói là về cái vấn đề rằng là làm sao mà trong cái khóa cái thời gian mà mình trưởng thành đó, tại vì cái đó nó liên quan tới cái biology của mình, trong thời gian mình trưởng thành cái tâm lý của mình đã bị ảnh hưởng như thế nào. Cái này không phải là tâm lý học bình thường nữa mà nó nói là trong cái thời gian cái adolescence, có nghĩa là từ lúc mình nhỏ mình ra tới lúc mình lớn, chứ không phải có nhiều lúc mình nói tâm lý học là cho những người đã lớn rồi và mình coi là họ như thế nào, nhưng mà đây là coi trong quá trình từ nhỏ tới lớn, Tâm sinh lý luôn đó tâm anh sinh lý luôn chứ không phải là Khanh. tâm lý nữa, mà coi trong cái tâm sinh lý đó là cái suy nghĩ, cái cách suy nghĩ của họ thay đổi như thế nào, hoặc là cái tâm của họ, cái tâm lý của họ có bị có vấn đề gì trong thời gian đó. Thì họ đang học cái khóa như vậy chứ không phải là họ chỉ học cái tâm lý giống như là cái người này họ bị có vấn đề nên chúng tôi muốn biết là trong đầu óc họ suy nghĩ như thế nào để mà chúng tôi giúp họ để chỉnh sửa, để hoặc đưa cái phác đồ để mà giúp đỡ họ. Nhưng mà đây là coi như học từ lúc mà ví dụ Khanh đi, Khanh còn nhỏ, họ sẽ học Khanh từ nhỏ tới sau khi Khanh lớn lên, một cái thời gian nó sẽ là một cái thời gian dài và không phải một mình Khanh mà coi như rất là nhiều cá nhân, để mà gom lại những cái thông tin mà mình có thể nói rằng nó có thể áp dụng được cho phần lớn của xã hội chứ không phải là mình học thông tin cá nhân nữa rồi. Học Còn về cái tâm sinh lý của sự phát triển và vị thành niên cũng là một môn học được coi là STEM luôn. dạ đúng rồi, còn hai cái ngành cuối cùng á, thì thực tế ra một cái ngành thì Khanh thấy ok còn nên vào, còn cái ngành kia thì Khanh thấy nó hơi kỳ. Cái ngành mà Khanh thấy có nên có hồi xưa nó gọi là Geospatial Intelligence. Cái này nếu mà dịch ra tiếng 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 Việt thì nó hơi khó, nó rất là khó để dịch ra tiếng Việt luôn, nhưng mà nói chung á, mình tóm tắt lại á, là Em nó hiểu coi rồi. rằng là cái học về không gian, học về giống như Không cái gian và địa lý nữa. không gian và địa lý, nó gom cái không gian và địa lý và nó coi là cái môn học này á, nói rằng là họ sẽ học về không gian, họ học về địa lý và họ sẽ học tại sao người con người của mình lại chọn những cái cuộc sống trong những cái không gian và địa lý đó, để mà hiểu ra cái vấn đề là tại sao có nhiều khu vực lại có nhiều người mà có nhiều khu vực lại không có nhiều người, và họ sẽ dùng những cái thông tin khoa học về máy móc để mà họ đưa ra những cái thông tin học về những cái ngành học này, nên nó gọi là cái là geospatial intelligence. Cái từ geo là nói về trái đất, spatial có nghĩa rằng là cái khoảng cách Không gian. không gian á, thì có nghĩa rằng là họ sẽ nói là về họ sẽ học về cái cách mà coi như con người mình đang sống những cái không gian, tại sao mình lại chọn những cái nơi mình đang sống và tại cái lý do tại sao có nhiều người tụ tập lại và có nhiều không gian là trống trơn như vậy, thì họ sẽ học những cái vấn đề đó để mà ví dụ là họ sẽ nói là cái khai thác như thế nào, hoặc là cái nơi mà kế tiếp là con người nên ở là như thế nào, thì cái đó là Tức một cái là ngành học. nghiên cứu những thông tin và dữ liệu về địa không gian. Dạ đúng rồi. Rồi. À còn cái môn cuối cùng ấy nhá, thì thực tế nó Khanh nghĩ nó đơn thuần lắm mà ngay lúc này cũng được liệt kê vào STEM, Khanh cũng không hiểu tại sao. Thì cái đơn cuối cùng là cái gọi là Demography and Population, có nghĩa là học tổng số lượng con người và coi như là cái coi Nghiên như là cứu một về dân nghiên số. cứu về dân số á, thì cái này là thông thường á, Khanh không hiểu tại sao rằng là nó rơi vào science, tại vì nếu mà nghiên cứu từ dân số thì riêng Khanh thôi thì Khanh nghĩ giống như nó sẽ liên quan tới cái census. Quý vị nhớ cái mỗi năm á, thì Thống kê. bên Mỹ thì làm một cái thống kê coi như được mà có bao nhiêu người dân đang ở Mỹ,
Thì đối với Khanh đó, thì cái census đó là những người nào mà làm census thì chắc chắn họ sẽ phạm cái demography and population study này. Bởi vì mỗi lần họ làm cái census thì họ sẽ chia lại những cái ranh giới để làm sao bầu cử. Thì cái đó đối với Khanh thì nó cũng không liên quan gì tới STEM gì mấy. Nhưng mà tới ngay lúc này á, thì cái ngành này lại được cho vào cái danh sách của STEM. Có nghĩa là ai mà đang học cái ngành này, có bằng cử nhân của ngành này thì ví dụ sau khi họ ra trường rồi họ cũng vẫn có thể xin nhiều nhất là 36 tháng để ở lại Mỹ để mà làm việc liên quan tới những gì họ đang học. Tức là cái ngành cuối cùng anh vừa nói là cái ngành nghiên cứu về điều tra thống kê dân số. Thấy Nó có là vẻ kiểu không như có gì vậy. STEM hết mà nó lại bây giờ là STEM. Cũng không có gì STEM, nhưng mà theo cái danh sách mà Khanh thấy á, thì bây giờ là bên chính quyền ngài Biden đang đang đi theo cái xu hướng là về những cái cái study cho cái social có nó cái Những cái từ ấy ngành về gọi là khoa học xã hội. khoa học xã hội á, thì họ đang hướng về cái đó hơn và họ nói và họ đang đang đưa ra một cái nếu mà Khanh nhìn vào cái này Khanh sẽ nói rằng là bây giờ bên chính quyền ngài Biden và bên Sở Di trú họ đang muốn mở rộng về cái vấn đề khoa học xã hội và họ nói rằng là ok cái này nó cũng dưới rơi dưới cái từ khoa học của bên Tự STEM nhiên. có nghĩa là từ science khoa học tự nhiên á nên vì vậy ví dụ nếu mà họ đang đi theo cái xu hướng này rồi thì trong tương lai có sẽ có nhiều những cái lớp khoa học xã hội được cho vào ngành STEM nữa nên vì vậy nhưng mà nó sẽ tùy theo cái người tổng thống kế tiếp nhé à, tại vì Khanh không biết tại vì quý vị nhớ những cái danh sách này á, là được bên Sở Di trú và Sở Di trú là coi như dưới tổng quyền của ngài tổng thống và ngài tổng thống có thể nói là thay đổi những cái danh sách này tùy theo cái người ngài nào tại vị nên vì vậy ngay lúc này thì ngài Biden vào thì mở danh sách ra Khanh không biết cái ngài tổng thống kế tiếp nếu mà ngài vẫn là ngài Biden thì vẫn có thể là mở danh sách tiếp còn có người nào mới thì có thể là họ mở Thu hẹp hoặc là lại. họ thu hẹp lại. Cái chuyện mà hồi nào tới giờ ưu tiên cho những ngành khoa học kỹ thuật đó là vì con người rất cần những sáng kiến về khoa học kỹ thuật, và bây giờ đó thì họ cũng muốn có cái sự giao thoa cộng gộp với khoa học xã hội vào những cái ngành khoa học kỹ thuật này, là vì bản chất tự nhiên bây giờ người ta cũng không học khoa học xã hội một cách đơn thuần, tức là học bài như là học vẹt, học chữ, học nhớ thôi, học thuộc lòng thôi, không có. Vì những cái ngành mà khoa học xã hội bây giờ nó cũng xen kẽ với lại khoa học tự nhiên, tức là nó cũng ứng dụng máy tính vào để mà điều tra nghiên cứu, ứng dụng AI vào để mà nghiên cứu thực tiễn đó. Thành ra cho những cái ngành học vốn là khoa học xã hội nhưng mà kết hợp với công nghệ kỹ thuật đó thì bây giờ nó cũng trở thành những cái ngành khoa học tự nhiên STEM. Thì đó cũng là cái lý do mà trong cái danh sách STEM của Mỹ nó cũng ngày càng mở rộng ra để tạo điều kiện cho con người có đủ điều kiện đào sâu nghiên cứu vừa khoa học xã hội vừa khoa học tự nhiên kết hợp lại để mà mở mang cái trí thức của mình cũng có thể, và một chuyện, và chuyện thứ hai học xong thì cũng đóng góp ngược lại cho xã hội, và điều thứ ba nữa là mở rộng danh sách này để du học sinh được thu hút nhiều hơn. Tại vì các bạn mà nghe nói ô cái ngành này là STEM tôi được ở lại tới 3 năm thực tập thì các bạn sẽ thích hơn là chỉ ở có 1 năm thực tập đó. Đó là những cái lý Dạ do đúng. mà mình nhìn hiện tại và mình hướng tới tương lai. Rồi bây giờ liên quan tới du học sinh thì có rất là nhiều những câu hỏi liên quan tới di trú về du học sinh, thì Trà My cũng mời luật sư Khanh giải thích cho các bạn hiểu luôn. Tại vì trong chương trình du học hàng tuần đó, Trà My có cái chương trình thứ hai là chỉ nói về du học Mỹ thôi, nhưng mà có rất nhiều những câu hỏi về du học nó liên quan cái di trú mà cái vị khách mời của chương trình du học không trả lời được vì không phải là luật sư di trú. Thì ngày hôm nay nhân cơ hội này sẽ giải đáp những cái câu hỏi về di trú đối với du học sinh cho các bạn luôn nhé. Và trong lúc theo dõi chương trình lúc này các bạn có thắc mắc gì liên quan cái di trú Mỹ xin để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp tức thì vì chương trình đang trực tiếp. Lúc này là 11:10 giờ Việt Nam tối thứ năm ngày 20 tháng 7. Nghe giờ giấc như thế này thì quý vị đang biết là quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook và YouTube, để câu hỏi bên nào chúng tôi cũng trả lời trực tiếp tức thì. Bây giờ trước khi lấy câu hỏi của khán giả thì cũng xin luật sư Thanh cho biết một cái bức tranh tổng quát về du học sinh tại Mỹ. Những cái thống kê gần đây nhất cho thấy cái số lượng du học sinh tại Mỹ lúc này ra sao, sôi động nhộn nhịp cỡ nào. Hiện tại nếu mà mình nói về thống kê á, thì có cái thông tin từ năm 2022 mà coi như là tổng con số du học sinh bên Mỹ trong năm 2022 rơi vào Mới gần đây là 8 năm ngoái thôi. có nghĩa năm ngoái rơi vào gần 800.000 người. Quý vị biết nước Mỹ là một nước có cỡ đâu 350 triệu người dân mà du học sinh không từ những nước ngoài á, là cộng lại hết là hơn 800.000 người rồi. Thì 800.000 hả luật sư Khanh? 800.000 chưa tới 1 800.000 triệu hả? chưa tới 1 triệu. Gần nếu mà mình có thể hơn triệu nhưng mà coi như là những cái nước là họ đang thống kê ra coi như 10 cái nước lớn nhất có nhiều học sinh vào Mỹ nhất á, thì 10 cái nước này đã hơn 800.000 rồi còn nếu mà mình tính những cái người du học sinh khác nữa thì chắc chắn nó hơn 1 triệu
Nhưng mà cái thống kê mình chỉ nói là cái 10 cái nước lớn nhất đã, thì Tổng cộng là Việt có Nam 800.000 du học sinh. Rồi bây giờ xin hỏi hơn bao hơn nhiêu nước? 800.000, và trong rất là nhiều nước, nhưng mà trong cái danh sách thống kê này chỉ là thống kê đâu cỡ 10 nước lớn thôi. Việt Nam là nước đứng thứ 6 trong cái con số du học, tổng du học sinh qua bên Mỹ học, số 6 nhé. Anh có biết tổng cộng trên thế giới này có bao nhiêu nước đang có du học sinh tại Mỹ không? Là 227 nước vào đang vào Mỹ để học, 227 nước khác nhau, nhưng mà họ thống kê 10 nước lớn nhất là hơn 800 ngàn rồi. À, mà trong đó Việt Nam đứng thứ 6. Trong đó Việt Nam đứng thứ 6. 227 quốc gia và vùng lãnh thổ có du học sinh tới Mỹ đang học tập đây, theo thống kê mới nhất của năm ngoái. Mà trong đó Việt Nam đứng hàng thứ 6 về số du học sinh tới Mỹ học tập. Tức là Việt Nam là nước nhỏ bé như vậy mà cái số đứng, chiếm Số cái rất số du học là sinh rất là lớn. Dạ. cao. Đứng đầu danh sách Trà My chắc chắn là Trung Quốc phải Đúng rồi chị, Trung không Quốc đứng đầu danh sách, và sau đó anh? là Ấn Độ. Ấn Độ. Trung Quốc, Ấn Độ và sau đó là Đại Hàn. Nên vì vậy bên châu Á, thống kê này có nói là bên châu Á những người du học sinh tổng cộng lại là hơn 70% của tổng con số du học sinh là từ bên châu Á đi qua. Tổng số du học sinh là 800.000 cho tới hơn triệu gì đó, nhưng chiếm 70% là những nước từ châu Á. Tại Đúng rồi. vì Trung Quốc với Ấn Độ là hai cái nước lớn nhất có số du học sinh nhiều nhất, thì dĩ nhiên là chiếm 70% là rất là hợp lý. Mà Việt Riêng Nam Trung nhỏ Quốc và bé như Ấn thế. Độ, riêng Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại là gần 600 ngàn người rồi. Hai nước Là đó cộng lại là hơn 600 ngàn người. 2/3 rồi phải không anh? Đúng rồi chị. Rất Dạ. là nhiều. Là du học sinh từ châu Á là nhiều nhất, mà trong đó du học sinh từ Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 2/3. Và Việt Nam nhỏ bé như thế, ở một chút xíu ở góc Đông Nam Á như thế mà đã đứng thứ 6 rồi, thì cũng là cái sự hấp dẫn của giáo dục Mỹ đối với người Việt Nam rất là lớn. Dù chúng ta là những nước nhỏ bé, chúng ta ở xa xôi, nhưng mà chúng ta vẫn tìm mọi cách, tìm đủ mọi khả năng, cơ hội có thể để tới Mỹ học tập. Và dĩ nhiên là học tập xong thì rất muốn ở lại để mà thực tập OPT để có kinh nghiệm trước khi về. Nên là chủ đề ngày hôm nay nói về OPT, nó đang mở rộng cái danh sách đó, thì chắc chắn là một cái tin đầy hứa hẹn, một cái niềm vui cho những người bạn ở Việt Nam sắp sửa đi du học Mỹ. Nếu mà mình Thực nói về cái vấn đề cái thống kê á, thì quý vị biết là Trung Quốc và Ấn Độ mỗi nơi đều có hơn 1 tỷ người dân. Trung Quốc là hình như 1,5 tỷ, Ấn Độ đang cỡ 1,3 tỷ, 1,4 tỷ. Việt Nam có 100 triệu người dân, mà trong 100 triệu người dân đó có 29.000 học sinh đã đi qua rồi. Quý vị lấy cái con số thôi, thì nói chung thực tế là Việt Nam bây giờ đang có cái xu hướng là đưa con cái đi ra học, đi qua Mỹ học rất là nhiều. Và con số đó nếu mình tính, mình nó thấy con số 29.000 dưới thì sẽ nhỏ hơn 324.000 của bên Trung Quốc, nhưng mà ví dụ mình thấy tổng đầu người dân đó, thì thực tế là Việt Nam là cái con số phụ huynh mà cho con cái đi học nước ngoài là rất là cao so với cả Ấn Độ hoặc là Trung Quốc hay bất kỳ nước nào, bởi vì cái dân số bên Việt Nam rất là ít, dân số bên Việt Nam chưa tới 100 triệu, nhưng mà những cái nơi khác thì đâu 1 tỷ mấy người, giống như hai cái nước đứng đầu là 1,5 tỷ, 1,4 tỷ tức rồi đó, là có tính thể theo đầu người đó, bình tính quân theo đầu đầu người người thì á thấy nó, Việt Nam là cái số đó nó lớn. Như vậy là chắc lớn có người luôn. sẽ thắc mắc, như vậy sẽ cho thấy là Việt Nam hiếu học hay là cho thấy là Việt Nam thích tới Mỹ? Vẫn có thể có hai, hoặc có cái xu hướng thứ ba nữa là có thể là cái ngành giáo dục bên Việt Nam lại trước giờ lại bên nước ngoài lại không có công nhận ngành giáo dục bên Việt Nam, nên vì vậy những phụ huynh nào mà có cơ hội thì thực tế là muốn đưa con cái đi ra những nước nào khác để học. Mỹ là một trong những nước đứng đầu để mà phụ huynh bên Việt Nam nghĩ đưa con cái, nhưng mà phụ huynh bên Việt Nam vẫn có thể đưa con cái qua, giống như qua Úc nè, qua Anh nè, qua Pháp nè, có rất nhiều nước, tại vì nếu mà tài chính không đủ để mà đưa qua Mỹ thì thông thường là phụ huynh sẽ đưa những cái nước mà giống như Khanh nói, Anh thì cũng rất là cao, học Anh thì thông thường rằng là nó lại có nhiều lúc nó lại mắc hơn Mỹ nữa. Còn nếu không mà cho qua Đại Hàn học, hoặc là cho qua Nhật học, hoặc là cho qua bên Úc, Nhiều hoặc là lắm, những nơi rất Singapore là cũng nhiều, có, Singapore cũng và thậm có và chí Mã Thái Lan Lai cũng có, đó. Thì Trung đó Quốc có nên vì luôn. vậy là Việt Nam của mình thực tế cái con số du học sinh rất là cao, nhưng mà mình chỉ nói ngày hôm nay cái con số 29.000 mà mấy trăm người này là thực tế là cho qua Mỹ thôi, còn tổng số du học sinh ra nước ngoài Khanh chắc chắn cũng rất là cao so với tổng số đầu người của mình bên Việt Nam. Cái tỷ lệ thống kê này cho thấy đó là có ba yếu tố. Trà My nói hai yếu tố, luật sư Khanh thêm một yếu tố nữa, tức là với cái số du học sinh đứng hàng thứ 6 trong danh sách
tổng du học sinh từ các nước tới Mỹ học, Việt Nam đứng hàng thứ sáu, thì thứ nhất nó cũng cho thấy là người Việt Nam hiếu học, nó cũng cho thấy là người Việt Nam thích tới Mỹ, mà nó cũng cho thấy là cái nền giáo dục của Việt Nam không có được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, cho nên là họ phải gửi con ra nước ngoài học. Nó cũng còn cho thấy được ba cái khía cạnh À, khác đúng rồi. nhau. Nhưng mà cái này, câu hỏi này Trầm My nghĩ là một luật sư di trú sẽ giúp giải đáp tốt hơn. Trước đây Trầm My có một người bạn Mỹ, họ hỏi câu hỏi như thế này: chúng ta, tức là nước Việt Nam và nước Mỹ đó, là vốn là hai nước cựu thù. Trên thế giới này Việt Nam có thể hữu hảo bắt tay bạn bè với các nước khác, là Trung Quốc là rất là bạn rất gần, bạn rất là thâm sâu ha, Nga là bạn rất tốt, bạn láng giềng gần, tức là Việt Nam kết bạn và xem những người bạn đó là rất gần gũi thân mật, so với Mỹ là một nước cựu thù bây giờ mới trở thành bạn, thì bạn cũng còn có một cái gì đó ngăn cách, có cái gì đó ngăn cản, có một cái gì đó khoảng cách. Chúng tôi không phải là bạn gần gũi thân mật với Việt Nam bằng Trung Quốc hay bằng Nga, mà tại sao số du học sinh từ Việt Nam qua Mỹ học ngày càng nhiều và đứng vị trí cao như vậy? Thì một người Việt Nam thì quý vị nghĩ thế nào? Thì bây giờ xin hỏi một người di trú, trong cái lĩnh vực di trú anh gặp rất nhiều hồ sơ về di trú, trong đó có là về đi du học Mỹ đó, thì anh trả lời câu hỏi này như thế nào? Vì sao người Việt Nam lại chọn gửi con đi Mỹ du học mà không gửi con đi Nga hay Trung Quốc? Vì những cái nước đó đối với Việt Nam là thân cận bạn bè mà, tại sao phải đi qua một cái nước gọi là cựu thù, mà gọi là hai ý thức hệ khác nhau? Người Mỹ vẫn nghĩ rằng là giữa Mỹ với Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn mà. Đấy, thì câu trả Đối lời với đó sẽ Khanh như đó, thế nào? đối với Khanh là một người đã đi học bên Mỹ từ những năm lớp 4 trở lên đó, và Khanh cũng thấy cái nhiều cái ngành học khác nhau rồi. Thì đối với Khanh riêng thôi thì thông thường bên phụ huynh bên Việt Nam lại thích đưa con ra bên Mỹ học, tại vì một là cái ngành giáo dục của bên Mỹ là coi như đúng, cũng nếu mà không đầu thế giới thì cũng là đâu trong top 5 của trong thế giới, nhất là về những cái ngành giống như y khoa hoặc là những ngành học thông tin về computer science như thế nào đó. Và cái thứ hai nữa là vấn đề về cái tương lai của những cháu này. Cái xã hội bên Mỹ thì rất là thoáng, rất là mở rộng, và có rất nhiều cơ hội để mà coi như là cho những người nào học giỏi tài năng họ vươn lên, và họ có thể tạo tạo ra cái chỗ đứng của họ được. Có nghĩa là xã hội rất là tự do để cho mọi người cạnh tranh. Về bên Việt Nam thì cái vấn đề bị hạn chế rất là nhiều. Và cái ngành giáo dục bên Việt Nam thì trước giờ Khanh làm trong ngành luật thì quý vị biết cái loại visa, cái thể loại visa H1B rồi. Thì thực tế H1B có nhiều lúc mà những người Việt Nam nói là tôi có bằng cấp Việt Nam, tôi không có bằng cấp nước ngoài, thì Khanh nói là cái này bằng cấp Việt Nam không nghĩa lý gì cả, tại vì mình phải lấy bằng cấp Việt Nam và mình pha trộn với kinh nghiệm để mình mới coi là nó có ra bằng cử nhân hay không. Thì trước giờ là bên sở di trú họ nói là bằng cấp bên Việt Nam, những cái trường đại học bên Việt Nam cấp á thông thường không nghĩa lý gì cả. Và có rất nhiều người lại muốn qua bên Mỹ tại vì họ muốn có cái cơ hội để mà bên một cái nước để mà họ thử thách cái sự coi như là cái học vấn của họ, và họ muốn có một cái nơi để mà họ có một cái sự cạnh tranh công bằng. Thì đó là những gì Khanh thấy. Giống như Khanh về Việt Nam chẳng hạn thì Khanh thấy rằng là bên Anh cũng đã có đi dạy một vài lớp, nhưng mà cái này dạy kiểu là dạy được mời để mà nói ấy thôi. Thì Khanh thấy cái từ gọi là cái tư duy những người học sinh bên Việt Nam đang kém với những tư duy của những người nước ngoài. Tại vì trước hết là mình nói về cái cách dạy và những cái lớp học đó, thì không có mở rộng quá. Ví dụ quý vị qua bên Mỹ, quý vị muốn học gì quý vị học, mà những người thầy giáo và những người cô giáo dạy lớp đó là thông thường họ có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ, họ sẽ muốn bắt đầu họ đi dạy. Và một khi mình học vào chuyên ngành hơn nữa thì mình phải bỏ thời gian ra mình học cật lực. Mà bên Việt Nam thì quý vị biết là ai cũng là tiến sĩ, ai cũng có bằng tiến sĩ cả. Mà bên Mỹ để có một cái bằng tiến sĩ là mình phải học coi như là bút chỉ cần câu và phải Chạy da bỏ tóc rất là nhiều trời ra dậy. tóc vải mới có cái bằng tiến sĩ. Nên vì vậy Khanh cứ nói rằng là có nhiều lúc cái bằng cấp mà mình có bên nước ngoài so với một cái bằng cử nhân thôi bên Mỹ nó cũng là khác. Mà bằng cử nhân bên Mỹ quý vị nó biết là nó cũng thấp rồi, nó không phải cao, tại vì sau bằng cử nhân mình có bằng master, sau bằng master mình lại có bằng PhD thì đó. Và nên Như vì vậy vậy tóm lại những gì anh nói, cái nguyên nhân cốt lõi thứ nhất là vì giáo dục, chất lượng giáo dục của Mỹ. Người Việt thích gửi con tới Mỹ học là vì chất lượng giáo dục của Mỹ. Cái thứ hai là vì cái tư duy giảng dạy học thuật của Mỹ nó
nó thoáng, nó mở rộng, nó Và cái không tự hạn do chế, mình muốn không học gì tù mình túng. học. Dạ, cái sự Và tự cái thứ do ba trong là học sự thuật, tự do mình muốn học gì mình học luôn. tự do học thuật, chất lượng giảng dạy, phải không ạ? Và cái giá trị thực tế của cái bằng cấp, cái giá trị thực thụ của cái bằng cấp đó, tức là tôi ra được tiến sĩ ở Mỹ là tôi thực sự là một ông tiến sĩ đẳng cấp quốc tế, chứ không Dạ phải là vâng. tôi là một ông tiến sĩ ao làng. Đó, đó là những cái gì mà nó khuyến khích người ta, nó thôi thúc người ta, và nó cứ là thu hút người ta phải gửi con bằng mọi giá tới Mỹ học tập. Dù nhà nghèo, già giàu gì cũng phải tìm mọi cách, tìm mọi cơ hội để đưa con đi sang Mỹ học tập. Vì chất lượng giáo dục tại Mỹ cao, điều đó không ai phủ nhận được. Về cái phương pháp giáo dục và cái tự do học thuật, điều đó cũng không ai chối cãi được, không nơi nào sánh bằng. Và thứ nhất, thứ hai nữa, thứ ba nữa là cái giá trị thực thụ của cái bằng cấp, cái giá trị thực thụ của cái chất lượng đào tạo đó, nó ứng dụng vào cái thực tế, nó là một cái giá trị thật, không phải là giá trị ảo. Thành ra ba cái điều đó khiến cho người ta thích thú, và vẫn tới bây giờ vẫn còn rất nhiều người mơ mộng được tới Mỹ học tập, tìm mọi cách để đưa con sang đây học tập, hoặc là những bạn trẻ cũng tìm, nếu mà nhà nghèo quá thì cũng phải tìm cách phấn đấu học tập để xin được học bổng để đi Mỹ học học du học. Vậy bây giờ cũng có một câu hỏi nữa mà Trà My cũng gặp, câu hỏi này cũng nhân đây, tại vì mình bàn về cái vấn đề tại sao Việt Nam nhỏ bé như thế, vậy Việt Nam có cái lịch sử không tốt đẹp với Mỹ như thế mà người Việt Nam ngày nay tới Mỹ học nhiều đó, thì nó gợi nhớ cho những cái câu hỏi liên quan mà Trà My từng gặp phải. Đó là cũng một người bạn Mỹ hỏi, nếu mà người dân Việt Nam gửi con sang Mỹ học tập thì tôi hiểu là vì người dân rất thích được mở mang đầu óc trí não vân vân, nhưng mà đối với những cán bộ là trong chức sắc trong chính quyền Việt Nam, vốn là một chính quyền cộng sản không thân thiện với Mỹ, một chính quyền mà từng đánh Mỹ, những cái người quan chức cộng sản vân vân tới bây giờ vẫn là có những cái tuyên truyền chống Mỹ, thì tại sao những cái người quan chức đó vẫn gửi con qua Mỹ học tập? Đây là một câu hỏi của một người bạn Mỹ hỏi mình. Tại sao những vị đó không thích chúng tôi về tư tưởng, về lý tưởng tự do của Mỹ và chống đối Mỹ đủ thứ, kể cả bây giờ vẫn còn rất là nhiều những tuyên truyền chống Mỹ, mà tại sao quý vị đó vẫn dẫn con tới Mỹ học tập? Thì câu hỏi này luật sư Di Trú đã gặp rất nhiều thân chủ là cán bộ cao cấp hoặc là những người có chức tước ở trong chính quyền Việt Nam gửi con đi học đó, thì anh có hỏi câu hỏi này hoặc là anh có tìm thấy cái câu trả lời trong cái những cái gọi là thực tế, trường hợp thực tế mà anh đã gặp, thì cái câu trả lời đúng nhất là như thế nào? Theo con thấy thì có hai xu hướng, có nhiều hơn hai xu hướng, nhưng mà con thấy hai xu hướng chính. Một á, là vấn đề là những vị cán bộ này á, là muốn là cho con cái mình đi học những nước khác để mở mở về kia, mở về kiến thức của họ, có cái sự mở mang về kiến thức để mà coi như là thu thập hết những gì những người này có thể học được, và để lấy cái đó để về Việt Nam để mà áp dụng vào cái công việc của họ làm. Có nhiều người người ta Xin có. ngắt anh, xin ngắt lời anh ngay tại chỗ này, thì cái Trà My cũng trả lời như vậy, nhưng mà họ lại hỏi vặn lại, nếu mà họ muốn con họ tiếp thu kiến thức tiến bộ của Mỹ thì chính cái kiến thức đầu óc của họ phải có cái tiến bộ về cái nước Mỹ, về giáo dục Mỹ trước cái đã chứ, trong khi họ vẫn chỉ trích, họ vẫn phê phán chúng tôi, mà tại sao họ muốn con cái họ đi tới chúng tôi học? Cái này là vấn đề những người cán bộ đó là họ về thế hệ cũ, họ có những cái thành kiến của họ, cái đó là thành kiến của họ riêng, nhưng mà đối với con cái của họ thì họ lại cũng có rất nhiều người họ không có muốn cho con cái của họ qua Mỹ đi học, tại vì họ cũng có cái thành kiến đi rất là sâu, nên họ sẽ cho qua những nơi giống như là bên Trung Quốc hoặc là bên Nga đi du học rất là Đa số nhiều, là cho tới đa Mỹ. số là cho qua Mỹ, bởi vì vấn đề rằng là quý vị biết thời buổi bây giờ là thời thông tin công nghệ rồi, chứ không phải là về cái thời hồi xưa là mình đưa báo chí ra nữa. Bây giờ thông tin công nghệ đi rất là nhiều, và cái sự lan tràn thông tin công nghệ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ Mỹ. Nên vì vậy á, là bây giờ những bất kỳ ở đâu, nước nào cũng vậy, cho dù quan chức cao to như thế nào, nếu được họ sẽ vẫn đẩy con cái họ qua nước Mỹ, không bao gồm Việt Nam. Tại vì trước hết giống như Khanh nói Không hồi loại nãy, trừ Việt Nam chứ, không loại trừ không không loại Việt trừ Việt Nam, có nghĩa Nam. bất kỳ nước nào cũng vậy. Và cũng cho dù quan chức họ cao tới đâu, họ cũng đẩy đi một trong vài nước thôi, một là Anh, hai là Mỹ, ba là Canada, bốn là bên Úc, bốn nước đó lớn là đã cho đi. Bên châu Âu cũng có, bên châu Âu giống như họ có cho qua Đức hoặc là cho qua Pháp để mà học, nhưng phần lớn là bốn nước đầu để mà coi như, tại vì cái nền giáo dục của bốn nước đó rất là tốt, rất là giỏi. Và cái thứ hai nữa là về cái sự tự do muốn học như thế nào học á, và những cái thông tin những người con này có thể thu học. Có nghĩa là những cái nguồn thông tin, những cái cách sống để mình như thế nào, bởi vì quý vị biết á, đối với những cái làng giới trẻ thì lại họ lại muốn biết tất cả mọi thứ họ có thể biết. Hồi xưa ví dụ thời ông cha hoặc ông của mình muốn đi học là một cái chuyện rất là khó, có ít người đi học lắm. Hồi xưa có một
cái bằng có tú cái gì tú tài đúng không, là đã coi như là giỏi lắm rồi. Nhưng mà bây giờ tú tài đây, tú tài có nghĩa là mình chỉ xong lớp 12 rồi đúng không chị? Thì xong cao hơn nữa thì rất là khó, và phải tùy theo gia đình để mà coi như có khả năng để cho con cái đi học hay không. Nhưng bây giờ là cái thế giới nó đã mở hoàn toàn rồi, đi bay lại học cũng không tốn gì mấy, chỉ vấn đề cái chi phí học hành thôi. Và bây giờ mình có khả năng thì sẽ cho con cái đi học, để mà ví dụ sau này con cái một có thể là có cái tương lai riêng, con cái có thể ở nước ngoài và lấy những gì con cái đã học để thực dụng, để cho có cuộc đời tốt hơn hay như thế nào đó. Hoặc là đối với những vị cán bộ cũng bắt con cái về để nối dòng, để nối chức, hoặc là vẫn làm trong ngành. Thì cái đó đối với Khanh thôi, thì Khanh sẽ thấy rằng là họ muốn mở mang về cái kiến thức của họ, họ muốn học những gì. Tại Mỹ không có giấu gì cả, khi quý vị học họ Mỹ sẽ chỉ hết, chỉ từ đầu tới đuôi, không bao giờ giấu gì hết. Vấn đề là quý vị áp dụng được hay không, và quý vị có hiểu được những cái gì quý vị học, và vấn đề quý vị áp dụng như thế nào và quý vị làm đúng hay không, thì cái đó là tùy theo cá nhân của mỗi người. Và bên Mỹ Khanh thấy một cái hay như vậy này, khác với Việt Nam hoàn toàn luôn về cái vấn đề điểm. Bên Mỹ là cạnh tranh, chắc chắn sẽ có người đứng chót và chắc chắn sẽ có người đứng đầu, chứ không phải là học sinh giỏi hết. Giống như Khanh thấy bên Việt Nam á, có nhiều lúc á là trong những cái trường phổ thông á, là sẽ nói là có một học sinh khá, còn bao nhiêu học sinh giỏi, không có học sinh dở. Vậy thì ai ai mới là học giỏi, ai mới là như thế nào? Tại vì bên Mỹ á, lúc mà ra trường, quý vị nào điểm nào cao nhất, quý vị là cái từ gọi là valedictorian đó. Cái từ Việt Nam gọi là gì chị? Khanh chịu thua nhé. Anh đang Valedictorian là cái từ giống như cái thứ tự mình đứng trong lúc trường á, bất tức kỳ trường nào cũng vậy. Trường phổ thông mình vẫn có cái thứ tự mình đứng theo cái thành tích học của mình đứng cao hay thấp là coi điểm của mình học như thế nào. Tới đại học cũng vậy và tới cao học cũng vậy, lúc nào mình cũng có thành tích, và cái người điểm càng cao thì thực tế là họ rất là giỏi. Và bên Mỹ anh nó đang nói về cái giá trị giá thực trị thực thụ tế của và thực thụ của cái người của người học luôn. Tại vì bên Việt Nam giống như Khanh thấy là ai cũng là học sinh giỏi. nhưng mà không biết giá trị đó có thật đúng, Đúng thực rồi, hay mình không. không biết thực tế là cái sự cạnh tranh của những học sinh nó có phải vậy hay không. Tại vì Vâng, nếu anh mà giải ai thích là vì sao là nó là vẫn là một cái nơi thu hút, thì cái này thì đối với người bình thường trời mới hiểu, nhưng mà đối với quan chức á, của trong chính quyền á, thì nó vẫn còn mâu thuẫn. Tại vì nếu mà anh nghĩ rằng Mỹ là một nơi là có giá trị thực thụ rồi, nếu mà anh nghĩ là nơi mà tức là chất lượng giáo dục quá cao, anh muốn đưa con tới, cái tư tưởng của anh vẫn không, vẫn đề phòng, vẫn chưa tin tưởng chúng tôi, đúng không? Thì làm sao anh muốn con của anh đi qua đây để học để làm gì? Tại vì hai cái ý thức hệ khác nhau, thì thì anh cũng những không người muốn, mà Khanh hỏi á, chính thì bản họ thân đều những nói người quan chức đó họ cũng không muốn cho người dân trong nước mở mang đầu óc theo kiểu tư bản, theo kiểu tự do như thế này, mà họ đưa con cái họ qua đây rồi tiêm nhiễm những cái điều đó đem về, thì đã có mâu thuẫn, thành ra người ta đặt câu hỏi đó rất khó trả lời, mà mình rất không khó, hiểu tại là vì cái vấn đề là có những người mà Khanh hỏi họ vẫn nói rằng là tại vì chúng tôi muốn con chúng tôi qua kia học, cái ngành giáo dục bên này thì cũng nó cũng không đi đâu tới đâu, nên vì vậy cái bằng cấp của nước ngoài có giá trị hơn. Lúc nào cũng cái từ chỉ là những cái ai lời sẽ giải nói thích là chung chung cái giá trị, à. đúng rồi. Nhưng mà nếu mà Khanh nhìn vào thì Khanh sẽ thấy rằng là cái sự tự do mình muốn học gì mình học, và cái kiến thức của mình khi một khi mình học xong đó, nó sẽ khác biệt, và cái cuộc sống bên Mỹ nó sẽ thay đổi cái cách suy nghĩ của mình, nó sẽ làm cho mình biến thành một con người mới. Phần lớn là những du học sinh đó, họ qua đây không ai muốn về cả, tại vì thích cuộc sống bên Mỹ, thích cái cho dù nó không có bo cho dù nó không có hào phóng giống như những cái gì bên Hào Việt Nam nhoáng như để mà hào nhoáng, nhưng mà nó thực tế và coi như là cuộc sống của mình nó sẽ tương chất ứng lượng với những hơn. gì mình biết và những gì mình có thể đóng góp. Nếu mà mình là một người có tài năng thì ở đâu mình cũng sáng cả. Còn ở bên Việt Nam thì có thể ví dụ mình là một người tài năng nhưng mà mình vẫn bị áp chế như thế nào đó, sẽ tùy theo cái những gì mình làm thôi. Nhưng bên Mỹ thì không ai đánh giá về những gì mình làm. Và mình có một miếng đất để đụng võ, cái từ mình gọi là miếng đất Có đụng đất võ dụng võ đó, đó. có Mình đất dụng võ. muốn như thế nào mình làm, mình thành công cũng được, mình thất bại cũng được, không ai đánh giá mình cả, nhưng mà cái nó sẽ tùy theo cái sự nỗ lực của mình. Anh đang nói về những cái yếu tố, cái tính chất đặc biệt độc đáo của nước Mỹ khiến cho người ta, cho dù có thù ghét, cho dù có nghịch
đối nghịch chỗ nào người ta cũng muốn tới để học, thì cái điều đó là thuyết phục đối với tất cả mọi người trên thế giới đều như vậy hết. Nhưng mà cái mà mâu thuẫn nhất mà người ta vẫn thấy là những cái nước cộng sản lớn thì trong những cái quan chức, trong những chính quyền của những nước cộng sản đó vốn vẫn hàng ngày chỉ trích, rất là chỉ trích và tuyên truyền chống ngược lại nước Mỹ và không muốn người dân tiếp xúc nhiều với Mỹ, không muốn người dân có ảnh hưởng tư tưởng của Mỹ, mà chính những cái quan chức trong chính quyền đó lại đưa con qua Mỹ học nhiều nhất, nhiều hơn cả dân thường nữa. Trung Quốc cũng vậy, Việt Nam cũng vậy. Cái đó là một cái điều rất là mâu thuẫn mà nhiều người thắc mắc lắm. Mà trong những cái thắc mắc đó thì chắc chắn chỉ có những người trong cuộc mới có câu trả lời chính xác nhất mà thôi. Tại vì nhìn chung thì ai cũng biết là chắc là do chất lượng đào tạo của Mỹ, do học của Mỹ thì chỉ những cái học vị cao, thực chất đúng này kia vân vân. Nhưng mà chắc chắn cái câu trả lời xác thực nhất cho cái vấn đề tại sao cha ông lại có cái đầu óc tư tưởng không có thích thú, không có được ưa chuộng Mỹ mà lại đưa con qua Mỹ học, thì chắc những cái người phụ huynh đó chính như họ mới có câu trả lời xác đáng nhất. Vì xung quanh có những cái nghi ngại, có những cái nghi ngờ, vì họ thấy là phần lớn con chức Trung Quốc cũng vậy, Việt Nam vậy, qua đây học cái thành phần mà học thực sự để đem kiến thức về đóng góp cho đất nước ít thôi. Ngoài ra những cái thành phần khác thì nó nhiều hơn, có thể là họ qua đây họ ở lại, họ mua nhà, họ tức là lập ra một cái đời sống mới ở đây, tức là quan chức thì một đằng nhưng mà con cái của họ là một nẻo đó, con cái của họ qua đây để học chỉ là một cái cớ, sau đó là mua nhà sắm cửa có cuộc sống mới ở Mỹ để mà định cư ở Mỹ. Thì cái điều đó khiến cho người ta rất là thắc mắc, rất là, tại vì nó mâu thuẫn, thành ra cái mâu thuẫn này là mình không thể trả lời thay họ được, và phải chính họ mới là người có câu trả lời chính xác nhất. Là đúng Và cái rồi. mâu thuẫn đó cũng cho thấy rằng là những gì mà họ tuyên truyền với người dân, những gì mà họ không muốn người dân nhìn thấy, nó không, nó có tác dụng ngược với những cái hành động mà họ đang làm. Tuyên truyền một đằng nhưng mà làm một nẻo như vậy thì cái tác dụng như thế nào thì người dân họ cũng sẽ tự hiểu. Nếu quý vị thấy Mỹ không tốt, không đúng, tại sao quý vị đưa con quý vị qua Mỹ học trước tiên, nhất là những cái vị trí mà là không cần phải tốn tiền hoặc bổng hay gì đó tốt nhất này kia, là quý vị đã dành trước dân rồi, thì cái đó có phải là điều quý vị nói trái với hành động của quý vị hay không? Đại khái như vậy, thì cái điều đó là một cái điều để cho người ta hiểu rõ là cho dù có ghét Mỹ tới đâu, có thù địch Mỹ tới đâu, thì Mỹ vẫn là một cái điểm đến lý tưởng, không chỉ cho học hành, cho đời sống, cho làm việc, cho tất cả mọi việc trong cái cuộc sống con người, vì nước Mỹ là một nước tôn trọng sự tự do và tôn trọng cái sự gọi là sáng tạo, cái khả năng tự do sáng tạo của mỗi con người và tạo điều kiện phát triển cho mỗi con người một cách tốt nhất có thể. Cho nên dù ai như thế nào đi nữa vẫn muốn tới Mỹ học tập là như vậy. Rồi mình nói về du học sinh Mỹ, thì bây giờ có quý vị đang theo dõi có gì thắc mắc gửi trong phần bình luận để mình trả lời nhé. Một chút bình luận về cái việc Việt Nam nằm trong hạng thứ 6 trong số các nước đem du học sinh tới Mỹ học nhiều nhất. Thì bây giờ trở lại với lại những cái ngành học mà thu hút nhất, thì xin hỏi luật sư Khanh là với cái số du học sinh là 800 tới một, hơn 1 triệu du học sinh, thì những ngành học nào tại Mỹ đang thu hút du học sinh nhất, hay là du học sinh Việt Nam nhiều nhất, thưa anh? Cái ngành mà thông dụng nhất á, là cái ngành học thông tin về computer science, khoa học thông tin. Thì thông thường á, với khoa học thông tin thì cái con số người Ấn Độ và Trung Quốc họ học rất là nhiều trong đó. Tại vì quý vị biết á, là IT, cái ngành IT, Information Technology là cái ngành hồi trước tới giờ bên Mỹ thu hút rất là nhiều. Và nếu mà quý vị nào mà biết H1B, là IT là đầy với H1B luôn. Những cái visa đi lao động có Cái khi nào visa cái là số để lượng lại để nhiều làm ở lại với kỹ năng và bằng cấp á, phần lớn là họ làm về ngành IT IT. hết à. Vâng. Đúng rồi. Và Và Ấn Độ là đứng đầu cái danh sách về IT tại Ấn Việt Độ Nam. đứng đầu, Ấn Độ sẽ đứng đầu, và cái đó là lý do tại sao bây giờ sở di trú cũng rất là hạn chế về những cái giống như là bên Ấn Độ muốn di cư, muốn di dân qua đây hoặc di cư qua đây thì Ấn Độ cũng rất là hạn chế về vấn đề đó, bởi vì cái con số trước giờ á, người Ấn Độ nếu muốn xin qua Mỹ để làm ngành IT rất là cao, nên vì vậy những cái lãnh sự bên Ấn Độ hoặc là đại sứ quán bên Ấn Độ họ rất là khó khăn với đối những người Ấn Độ để mà xin H1B hoặc những cái visa qua Mỹ không định cư hoặc định cư. Cái ngành cái ngành IT không á, là có năm ngoái thống kê có hơn 91.000 người đang học ngành IT về du học sinh, 91.000 du học sinh đang học ngành IT. Còn cái ngành thứ hai á, cái ngành thông dụng nhất luôn á, cái này Khanh không đoán được nhé, cái ngành học tiếng, mà tiếng không phải là tiếng Anh mà có nghĩa là tiếng thứ ba hoặc tiếng thứ hai. Ví dụ những người nào mà qua bên này mà họ muốn học cái ngôn ngữ khác thì cái ngành học tiếng có nghĩa là có thể là linguistics. Tại vì quý vị nhớ hồi nãy là cái một cái thông tin mà bên Khanh và chị Trà My đưa ra, cái ngành mới của bên STEM họ nhận đó là linguistics computer information, có nghĩa là họ ghép lại cái vấn đề học tiếng và vấn đề Ngôn thông tin ngữ và qua khoa học máy ngôn tính. ngữ và khoa học của máy tính với nhau. Thì đây là cái
cái ngành học tiếng có nghĩa là second language ấy, có hơn 89.000 du học sinh đang học cái ngành đó. Mà không phải tiếng 89.000 Anh hả anh? Không không phải phải tiếng tiếng Anh, Anh. tại vì bắt buộc là mình phải nói tiếng Anh rồi, đây là mình phải học một cái tiếng thứ ba nữa nếu mà tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ. Ngộ ha, tới Mỹ để học Rất một là tiếng thứ ngộ, ba. Wow, đúng không? đây Rất là là cũng là một cái điều cho thấy đặc sắc của cái giáo dục Mỹ ha các bạn. mình nói chung là bên Mỹ quý vị có thể học bất kỳ thứ tiếng nào, giống như quý vị có thể học tiếng Hoa. Hồi xưa ở trường UVX cũng có dạy tiếng Việt và nếu mà ví Tiếng dụ quý vị học Hàn, muốn tiếng Hàn, tiếng tiếng Đức, Tây Ban tiếng Nha. Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Mỹ đầy hết, thì quý vị muốn học những cái tiếng đó thì thoải mái, và bên Mỹ sẽ cho quý vị học và có cái cấp cho cái bằng cử nhân về ngoại ngữ như vậy nữa. Cái ngành thứ ba, đáng lẽ cái ngành này Khanh nghĩ là ngành đứng thứ hai đó, nhưng mà thực tế nó là thứ ba, thì nó là về kinh doanh, quản lý kinh doanh, và coi như là business administration and management. Trong cái từ business administration and management nó bao gồm rất là nhiều, nó có bao gồm về kế toán, nó có bao gồm về quản lý, nó có bao gồm về coi như là đi quảng cáo, bất kỳ những cái ngành nào rơi đó, nó sẽ rơi vào cái business administration management, với con số là 81.000 du học sinh đang học trong cái ngành đó. Quản Còn trị ngoài kinh ra doanh hả? quản trị kinh doanh và nói chung là liên quan tới kinh doanh, những gì liên quan tới kinh doanh giống như quảng cáo, kế toán và bất kỳ những gì liên quan kinh doanh nó sẽ rơi vào đó. Còn ngoài ra mấy cái phần còn lại giống như mình nói là engineering, giống như electrical and computer and mechanical engineering, hai con số rất là thấp. Electrical với engineering thì chỉ có 37.000 du học sinh học, và mechanical engineering có 30.000 du học sinh đang học trong Tức là đó. những ngành về kỹ sư đó. Đó, những ngành về kỹ sư, còn ngoài ra những cái ngành khác thì con số nó rất là ít, nhưng mà quý vị thấy ba cái ngành đầu tiên á, là gần 300.000, 91.000 với computer science, 89.000 với cái học ngoại ngữ, và cái business administration 81, tổng cộng là gần 270, thành cứ đoán ra gần 300 cho nó dễ, nhưng mà 270.000 cũng Trong con số số cũng tổng rất là cao lắm rồi. 800.000 du học sinh. Như vậy các bạn ở Việt Nam bữa nay có thêm một cái khái niệm về những ngành học nào mà các du học sinh trên các nơi trên thế giới tới Mỹ học nhiều nhất. Đứng đầu là IT, sau đó là ngoại ngữ và kế thứ ba, để mình nói về top 3 thôi nha. Business Thứ ba là quản trị kinh doanh. Để các bạn thấy được là những ngành nghề nào mình chọn đó, nó nếu mà nó thuộc hàng top đó thì mình sẽ bị cạnh tranh nhiều hơn, cao hơn. Nhưng administration. mà ngược lại, những cái ngành này thì nó cũng sáng sủa hơn tại vì nó có nhu cầu cao mà. Thì cái nào Nhưng nó mà cũng có cạnh cái giá. tranh thì nếu mà một khi mình học xong, cái cạnh tranh ở ngoài thị trường nó cũng nhiều hơn, tại vì có nhiều học sinh, có nhiều người có cái bằng cấp đó hơn. Đúng Nên rồi. vì vậy nó sẽ tùy theo, trước hết nó sẽ tùy theo cái khả năng cá nhân của mình học như thế nào, và nó sẽ tùy theo cái có nghĩa là cái từ cái background của mình đó, Cái tiềm năng của mình đó mình cái tùy có. năng của mình và có khả năng của mình. Tại vì trước hết đó là ví dụ hồi xưa Khanh học về, Khanh có hai bằng về management và finance, có nghĩa là về quản lý và về tài Tài chính, chánh. nhưng mà lúc mà Khanh ra trường thì cái thị trường Mỹ sập về vấn đề tài chính nên không tìm việc làm được, và điểm cũng không đủ cao để mà những cái tập đoàn họ nhìn vào, và Khanh cũng không carry mấy. Nên vì vậy thì giống như Khanh nói, mình học là một chuyện, nhưng vấn đề là mình cái điểm của mình cao như thế nào và cái kinh nghiệm của mình có như thế nào để mà lúc mình ra thị trường họ sẽ thuê mình, và cái thứ hai nữa là mình có ai trong ngành để mà hướng dẫn mình đi hay không. Khanh thì không có ai cả, cái gì Khanh cũng phải tự tìm tòi ra, nên vì vậy cái con đường Khanh đi nó là dài hơn. Mình đang nói về những cái ngành học tại Mỹ đang thu hút du học sinh nhiều nhất, thì cũng xin hỏi luôn những trường nào ở Mỹ thu hút du học sinh nhiều nhất, hoặc những tiểu bang nào ở thu hút du học sinh nhiều nhất, để các bạn ở Việt Nam qua chương trình này cũng có một cái bức tranh toàn cảnh. Tiểu bang đó thì mình nói là hai tiểu bang, trước hết mình nói cỡ ba bốn tiểu bang lớn nhất đi, chắc chắn đứng đầu là Cali rồi. Cali là đứng Cali thu hút du học sinh đầu nhiều về nhất. thu hút nhiều học sinh nhất, rồi xong tới bên New York, rồi xong sau đó mới tới Texas, Texas đứng thứ ba, và sau sau đó là Florida và Massachusetts. Có nghĩa là năm tiểu bang đó là coi như là gom đâu cỡ bốn, gần hơn 40% của tổng số người du học sinh đang ở bốn tiểu bang đó. Chắc chắn trong số này là Việt Nam, du học sinh Việt Nam tới Cali học là nhiều nhất đúng không? Cali Không hoặc biết. Texas rất là nhiều, và bây giờ là Việt Nam có nhiều người cũng chạy lên Minnesota nữa. Bây giờ Minnesota cũng đang mở rộng về vấn đề có du học sinh lên rất là nhiều nữa. Rồi bây giờ nói tiểu bang rồi nói luôn trường. Nếu mà nói top 3 trường hoặc top 5 trường nào mà du học sinh thu hút cuốn hút du học sinh các nơi nhiều nhất, tức là các bạn từ đâu không biết mà tới Mỹ là thích vô những cái trường này nhất, đó là những trường nào? Thống kê thì cho bạn biết rằng là New York University đứng đầu.
với hệ Đại học trường New NYU á, Đại học New York, York. là với 22.000 du học sinh. Sau Yeah. đó thì tới Northeastern ở bên thành phố Boston đó, thì với là cũng là gần 22.000 du học sinh luôn. Sau đó thì tới Columbia xong tới USC là University of Southern California. Xong Rồi, sau đại đó học tới ở ở Nam Đại học Đông California. Cali á, Nam Cali. Thì USC nó có rất là nhiều chi nhánh. Trong cái danh sách của 10 cái đại học mà có nhiều nhiều học sinh nhất á, USC chiếm 3 rồi. Tại vì nó có cái chi nhánh chính, University Southern California là nó chính, rồi xong nó có cái University California ở Berkeley, xong nó có University California của San Diego nữa. Thì nó những cái chi nhánh đó, nó ba cái chi nhánh đó là coi như nằm trong top 10 của những đại học mà con phụ huynh thông Thu thường hút đưa du con học cái sinh đi nhiều học nhất rồi đó. đó, cho bạn cũng Và hiểu biết trường nào có nhiều du học sinh nhất nha. Vâng, và bây giờ đúng rồi. nói về cái sự đóng góp của du học sinh đối với nước Mỹ, thì dĩ nhiên là cái chuyện đầu tiên là cái học phí mà du học sinh phải đóng khi mà đi học Mỹ, đó đó là một cái nguồn thu rất lớn cho nước Mỹ. Giáo dục ở Mỹ tư nhân có, giáo dục công có, nhưng mà chủ yếu đối với du học sinh đó là giáo dục tư ha, đem lại cái nguồn thu lợi rất là lớn cho các trường đại học ở Mỹ. Thì ngoài cái sự đóng góp về cái tiền bạc đó thì du học sinh đóng góp gì nữa cho nước Mỹ thưa anh, mà nước Mỹ cứ thu hút, cứ kêu gọi và cứ mở cửa rộng đón tất cả mọi người trên thế giới tới đây học. Thực tế là du học sinh cũng đóng góp rất là nhiều, nhưng vấn đề là nó có thể là cái con đường lâu dài. Trước hết, ngay trước mắt là giống như chị nói về cái số tiền mà du học sinh bỏ ra để đi học. Cái thứ hai là với những cái công việc mà cái sự việc cái ngành này tạo ra, giống như cho những người trong ngành giáo dục, thì đã tạo ra rất là nhiều công việc cho những người trong ngành giáo dục. Tại vì ví dụ mình rút ra cái con số du học sinh đó, thì trước hết mình sẽ mất một cái số tiền khổng lồ từ nước ngoài vào để mà coi như cho những người du học sinh là đi học. Bởi vì quý vị nhớ, những người này không phải đi học mà họ có ăn ở đây, họ có đóng góp trong xã hội, ví dụ họ sẽ có chi tiêu, họ xài, nói chung là họ sẽ là một bộ phận của xã hội luôn. Nếu mà mình nói thống kê coi như là gần 1% rồi, có nghĩa là cái con số gần đó, chưa chưa xin lỗi, 0,03%, thì có nghĩa rằng là những Là người du du học học sinh, sinh đem lại cái nguồn lợi tức, cái nguồn lợi tức đó, đem với lại lại cái công ăn công ăn việc việc làm làm. cho những người trong ngành giáo dục Mỹ. Và sau này ví dụ họ học xong rồi, họ có thể đóng góp bằng cách là vấn đề là có thể là làm doanh nhân, hoặc là họ đi làm và đi ra ngoài họ làm và họ đóng góp vào thuế, và coi như ví dụ sau này những người giỏi họ có thể đóng góp vào xã hội, giống như những người học ra bác sĩ hoặc là những người nào có phát minh gì đó. Thì nói chung là họ con đường lâu dài á, là thu kéo nhân tài. Con đường trước mắt á, là tạo công ăn việc làm và tiền để mà cho cái con số tiền mà coi như là những du học sinh phải đóng góp. Cái đó nó liên quan tới tạo công ăn việc làm cho người bên Mỹ. Đem nguồn tiền vào nước Mỹ, tạo công ăn việc làm cho ngành giáo dục Mỹ, rồi sau này nếu mà những cái người học này nè, họ là những người tiềm năng tài giỏi chất xám hay ho, họ lại được Mỹ kéo lại mời gọi lại đóng góp cho nước Dạ Mỹ đúng nữa, rồi. tức là cũng là một nguồn chất xám tiềm năng cho nước Mỹ trong cái chính sách thu hút nhân tài khắp nơi về đóng góp cho nước Mỹ. Vì Mỹ có những cái chính sách trọng dụng nhân tài rất là tưởng thưởng, rất là xứng đáng, khiến cho ai mà được mời gọi thì không thể nào có thể từ chối được, tại Khó vì từ họ chối. tạo mọi khó lắm tạo mọi điều kiện thuận lợi về công ăn việc làm, về cơ hội phát triển và về cái sự nghiên cứu sâu xa nữa, tức là không những vì cái tiền mà vì là ở đây có cái môi trường để họ tiến triển xa hơn nữa trong những cái lĩnh vực chuyên sâu của họ. Họ có đầy đủ công cụ thiết bị cũng như là những cái điều kiện để mà nghiên cứu đào sâu hơn. Thì là ví dụ như về nước thiếu thiết bị thiếu công cụ thì họ có giỏi tới mấy cách mấy cũng bị cản chân đấy. Thành ra nó là một cái điều đầy đủ toàn vẹn cho một cái con người mà muốn được học hành thành tài, muốn được gọi là phát triển chuyên sâu, thì Mỹ là một cái nơi, một cái nôi nuôi dưỡng những nhân tài, và sau đó thì họ cũng thu hút nhân tài trở lại. Tức là du học sinh đóng góp gì thì nãy giờ là đóng góp tiền bạc, đóng góp công ăn việc làm và lẫn đóng góp chất xám cho nước Mỹ nữa. Dạ, bây giờ mình nói chất xám thì trong đó có luôn cả đóng thuế nữa, sau khi mà đi làm thì tự nhiên phải đóng thuế. Thế nên nó có rất là nhiều cái mặt lợi khiến cho cái chính sách thu hút du học sinh của Mỹ ngày càng mở rộng thêm chứ không có thu hẹp lại. Bây giờ mình nhìn xa hơn nữa thì mình thấy tại sao càng ngày du học sinh càng tới Mỹ mà không đứng lại hoặc là không sụt đi, trong khi thí dụ như Mỹ có mời gọi, đúng rồi, dĩ nhiên mời gọi thì càng thu hút hơn, nhưng mà trong khi tất cả những cái nước khác cạnh tranh với Mỹ đó càng ngày họ càng mời gọi nhiều hơn, họ lại có học phí rẻ hơn, họ lại có những chương trình dễ dàng hơn, đại khái vậy. Tại sao Mỹ vẫn là đứng số 1, tức là chưa ai cạnh tranh nổi với Mỹ, tại sao càng ngày du học sinh lại càng kéo tới Mỹ?
nó có cái điểm nào khác nữa không thưa luật sư Khanh? Trước hết đó là trước giờ cái con số mà du học sinh bên Mỹ nó cũng nằm đâu cỡ hơn triệu mỗi năm, cứ cứ trung bình cỡ hơn triệu mỗi năm. Vậy mà trong cái thời gian Covid đó, thì bị hạn chế rất là nhiều, và ngay cái lúc mà ngài Trump vào thì cũng bị hạn chế rất là nhiều nữa, nên vì vậy có một thời gian cái con số này nó rớt xuống. Nhưng mà ngay lúc này thì con số này đang tăng lại, bởi vì giống như nãy Khanh nói là ngay đầu chương trình thì ngài Biden đang mở rộng ra những cái, coi như trước hết ngài Biden làm cái quá trình xin visa dễ hơn và nói cái sự chấp thuận nó dễ hơn đã. Và cái thứ hai á, là vấn đề là bây giờ chính phủ Mỹ đang coi như nới rộng ra những cái chương trình nào mà có thể cho ở lại thêm lâu dài hơn với chương trình STEM, để mà thu kéo những du học sinh, một là đang muốn học, muốn vào Mỹ để học, hoặc hai đang ở Mỹ và đang học, thì họ sẽ cân nhắc để mà coi như họ làm sao để họ có thể tối ưu hóa cái thời gian họ có thể ở lại bên Mỹ. Nên vì vậy trong cái thời gian vừa qua sau Covid đó, là cái con số du học sinh quay trở lại Mỹ bắt đầu cao nhiều hơn, cao hơn. Tại vì quý vị nên nhớ là bên Trung Quốc có đóng băng, không cho ai ra, không cho ai vô. Chỉ tới mới hiện tại thì bây giờ họ mới mở lại cửa khẩu để mà cho những người đi, thì có một hàng loạt du học sinh từ Trung Quốc lại chạy qua bên Mỹ để học. Việt Nam thì trước giờ là đóng cửa, nhưng mà nếu mà muốn ra khỏi Việt Nam thì cũng bình thường, nên cũng trong thời gian đó cũng có rất nhiều người du học sinh họ đi để họ vẫn xin visa để họ đi du học. Nhưng mà đối với con số nó tăng đột ngột đó, thì phần lớn là đang trở về từ Trung Quốc. Từ Trung Quốc Và nha. đúng rồi, nên vì vậy, và cái thứ hai nữa là bên chính quyền của bên Mỹ đang coi như là làm dễ đi cái quá trình để Khuyến mà khích xin, khuyến khích du học sinh để mà họ qua đây để mà học. đó là lý do tại sao càng ngày thì du học sinh tới Mỹ càng đông hơn chứ không đứng lại. Và trong rất nhiều những cái lý do đó thì chắc cũng có những lý do là những người mà tới Mỹ học á, họ còn có một cái mơ mộng, một cái ước mơ khác nữa, tức là không chỉ tới đây để học mà tới đây lại có thêm cơ hội nào khác nữa sau khi tôi học. Thì đó Dạ là đúng. một trong những cái điều mà khiến Mỹ lúc nào cũng đứng đầu. Du học sinh tới Mỹ không bao giờ đứng lại, không bao giờ thụt xuống mà chỉ có tăng hơn thôi. Tại vì nếu họ đi học Nhật, họ đi học Anh thì cơ hội của họ ở lại rất khó khăn. Đúng Là một từ một du học sinh mà trở thành một người định cư rất khó khăn, tại vì những nước đó không có chính sách về di dân, không có chính sách về di trú và đón nhận di dân vân vân. Thì du học Mỹ ngoài cái cơ hội được học tập còn có cái cơ hội được xây dựng cuộc sống mới, nếu mình là có tài năng, nếu mình là có cái đầy đủ chất xám tài năng mà đáp ứng đúng cái nhu cầu của nước Mỹ thì mình có thể được kéo lại, giữ lại, có cơ hội được ở lại đóng góp cho nước Mỹ, vốn là cũng là cơ hội mà mình mong muốn được có cơ hội phát triển bản thân. Thành ra ai cũng mong muốn tới Mỹ không chỉ đi học mà là một cái cơ hội mở ra để có thể định cư nữa cơ. Thành ra đó là lý do vì sao mà du học sinh tới Mỹ vẫn nườm nượp, vẫn tấp nập. Cho dù các nước khác có cạnh tranh cỡ nào đi nữa cũng không bằng, là tại vì do cái chính sách di trú Mỹ nữa, phải không thưa luật nếu sư mà Vũ mình Khanh Khanh? nói từ cái thống kê từ trước giờ thì ví dụ cái anh có thấy một cái thống kê từ coi như từ bắt đầu năm 2003 đổ ngược lại là tới tới bây giờ. 2003 thì có 572.000 người, 2004 thì có cỡ 550, và bắt đầu tăng lên từ 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 từ. Cái cao điểm nhất á, là tới 2018 2019 nó rơi vào cỡ ngàn 1,1 triệu người. Và tới cái thời gian Covid nó rớt xuống tới 900 ngàn, thì bây giờ nó đang tăng lại lên 1 triệu. Thì đó, quý vị thấy là cái ngưỡng cửa của du học sinh đó là bắt đầu từ những 2003, là những cái năm đầu mà, ví dụ Khanh chỉ nói bên Việt Nam thôi, nhưng mà Khanh không nói những nước khác. Việt Nam là bắt đầu những cái cuối năm 90, 98, 99 và 2000, đó là bắt đầu có những cái thế hệ cho thế hệ đầu đi du học. Thì giống như 2003 thì con số du học sinh chỉ rơi vào cỡ hơn nửa triệu một chút, và từng mỗi năm nó nhích lên cỡ 100 ngàn, 100 ngàn. Thì tới 2014, 15 là coi như quá cái ngưỡng cửa 1 triệu người du học sinh, thì tới bây giờ vẫn chuẩn bị lên 1 triệu người nữa rồi. Nên vì vậy quý vị thấy á, là cái nhu cầu của du học sinh vào nước Mỹ càng ngày càng cao so với 2003 và 2023, 20 năm khác. Đã 20 năm đã đi qua và cái con số du học sinh tăng lên gấp đôi, có nghĩa là từ 500 ngàn tăng lên hơn 1 triệu, Gấp đôi trong thì 20 năm. gấp đôi trong 20 năm, và Khánh nghĩ trong tương lai cũng sẽ lên nữa. Tại vì theo cái thống kê này á, thì nếu mà không có Covid thì con số này nó vẫn cứ tăng, nhưng mà bởi vì Covid cái rớt từ 1,2 triệu, 1,2 triệu xuống còn 900 ngàn. Tại vì quý vị biết Covid cái là phụ huynh rút con cái về không cho đi học nữa, và mở sau Covid lại cái thì con số nó lại đang tăng.
Nên vì vậy nếu mà mình coi thống kê này cỡ 2-3 năm nữa thì mình sẽ thấy nó trở về lại con số hơn 1 triệu 1 triệu 2 người và có thể cao hơn nữa. Cao hơn, dạ. Bây giờ những cái visa thông thường cho du học sinh tới Mỹ học đó, thì nhưng mình nói về di trú thì mình cũng xin giới thiệu những cái visa để đi du học Mỹ thì chắc chắn không chỉ có F1. Dạ, luật sư di trú xin giới thiệu thêm về những cái Đúng visa rồi, thì du học sinh. những cái visa đi du học sinh đó, thì thực tế là có 3 cái chính và một cái mình sẽ nói là có nhiều người ta xài một cái kia mà thực tế nó không phải cho du học. 3 cái chính là quý vị biết là cái F1 nè, cái M1 và cái J1. F1 là cho international student, còn M1 là cho những cái người học nghề, còn cái J là cho những cái chương trình giống như là trao đổi học sinh về những cái chương trình mà bên Mỹ chấp thuận. 3 chương trình đó là 3 chương trình chính cho học vấn. Còn về có rất nhiều người họ xin cái visa đi du lịch cái B1, B2 họ qua họ họ ghi danh họ đi học cái lớp bình thường thôi, họ không có học để mà có cái bằng cấp nhưng họ có thể học những cái lớp để mà họ lấy cái chứng chỉ như thế nào đó. Nhưng mà thực tế là đáng lẽ họ không được làm như vậy nhưng có nhiều người ta dùng cái B1, B2 để qua học trong thời gian ngắn. Còn nếu mà mình nói học chính thức đúng luật thì chỉ có 3 visa F, M và J. F Có là nhiều đi lúc học chữ, M là đi học nghề. đúng rồi, và J J là là đi trao đổi. trao đổi, đúng rồi. Có nhiều người người ta vào với cái visa H hoặc L, có nghĩa là visa đi làm á, họ vẫn có thể đi học nhưng mà vấn đề là họ vừa học vừa làm. Nhưng vì vậy nhưng Khanh sẽ không nói cái đó, nhưng mà nếu mà mình nói là cho những cái người mà chưa có nghề nghiệp mà coi như mới lớn lên sau tuổi vị thành niên muốn qua học thì chỉ có 3 chương trình đó thôi. 3 visa đó là cái visa chính thống. Vừa rồi mình đã giới thiệu tất tần tật những điều cần biết về đi du học Mỹ, visa nào, ngành nào đang được nhiều người tới Mỹ học nhất, trường nào, tiểu bang nào đón nhiều du học sinh nhất, các tiêu chuẩn điều kiện, cũng như là bây giờ cái STEM đối với các ngành STEM đang được mở rộng thêm 8 lĩnh vực theo cái thông báo mới nhất của Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 12 tháng 7, đó là 8 lĩnh vực chúng tôi vừa liệt kê qua. Thì bây giờ tất cả những bạn nào đang có kế hoạch đi du học Mỹ, có thắc mắc liên hệ với chủ đề chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời. Và bây giờ là phần trả lời câu hỏi của quý khán giả. Từ trước tới sau theo thứ tự thì Trâm My thấy có người hỏi về những cái visa về F4. Thì bây giờ xin hỏi luật sư Khanh, Trâm My xin chạy ngược lại chút xíu nha, tại vì nó cứ chạy tới thì mình phải đi lui lại để cho những cái người đi đầu họ không bị mất lượt. Tôi có hồ sơ định cư F4 nộp 2012, năm nay con tôi 18 tuổi, xin du học Mỹ có được không? Con tôi nên chọn ngành học nào để đại học thuận lợi tại Mỹ? À, con của quý vị một khi học xong lớp 12 rồi đó nên chuyển qua F1 để đi du học. Cái đó rất là bình thường, tại vì thông thường đó là con quý vị nếu mà F4 có thể học miễn phí lớp 12 tới xong lớp 12, nhưng mà muốn qua trường university phải chuyển qua F1 thì cái đó ok. Còn về vấn đề học ngành nào thì cái đó quý vị sẽ nói với con quý vị. Còn muốn học tại vì đáng À, xin lẽ lỗi luật sư, là cái hồ sơ này đi định cư F4 từ năm 2012, nhưng mà năm nay 18 tuổi đi xin du học à từ được à F4. được 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 à Khanh tưởng F ok, tại F ok. Nếu mà quý vị đang có diện bảo lãnh F4 mà quý vị muốn cho con quý vị đi học vẫn bình thường không thành vấn đề gì cả thì quý vị vẫn có con quý vị vẫn phải có cái trường để mà cấp cho cái I-20, xong rồi chứng minh về vấn đề tài chính và sau đó là con quý vị vẫn có thể xin F1 để qua du học. Có nhiều người ta làm lắm rồi nên nó không phải là bị hạn chế về vấn đề là quý vị có hồ sơ bảo lãnh đâu. Câu tiếp theo hơi khó trả lời là nên chọn ngành học nào để học thuận lợi đại học tại Mỹ? À, nếu mà mình nói cái học thuận lợi á, thì chọn cái ngành dễ nhất. Còn về vấn đề mà mình muốn cái thực dụng á, thì và mình muốn là sau này có tương lai thì mình sẽ chọn cái ngành khó nhưng mà nó sẽ tương ứng với cái khả năng của con quý vị thôi. Tại vì bên Mỹ quý vị có thể có cái bằng cấp về đi nông nghiệp, giống như cái trường Texas A&M á, là có cái bằng cử nhân về farming, có nghĩa là nông nghiệp. Thì cái bằng đó thực tế rất là dễ và cái trả lời thẳng cho quý vị luôn, muốn dễ thì có rất nhiều bằng rất là dễ. Còn vấn đề là thực dụng hay không ngoài đời thì cái đó là tùy tùy theo mình thôi. Nên vì vậy dễ không có đồng nghĩa rằng là sau Ứng này dụng cái được trong tương nghề lai nghiệp nó ứng dụng tương được trong lai. nghề nghiệp và tương lai của con cái mình như thế nào. Nên vì Dạ. vậy á, không có cái gì bên Mỹ là dễ cả. Chỉ là mình phải bỏ thời gian ra, mình bỏ cái sức mình ra, mình học rồi xong mình mới có đạt được những gì đối với cái tương ứng với cái khó khăn mình đã bỏ ra để mà À. có cái đó.
Dạ, người Mỹ có câu là no pain, no gain, đó là không có Đúng cái rồi. gì mà tự động mà có, phải có sự trả giá, phải có cái sự dùi mài, khổ công thì mới có được cái thành quả. Dạ, câu hỏi của Tuấn Nguyễn, ngành luật của luật sư Khanh đây có được coi là ngành STEM hay không? Nếu tôi đi học về luật có là STEM không? Dạ không, ngành luật không phải là STEM. Nhưng mà ngành luật á, ví dụ quý vị đi học luật và quý vị coi như là rất là tài giỏi, quý vị trước khi quý vị ra, quý vị có thể đi làm thực tập cho mấy cái hãng luật lớn á, và ví dụ những người đó mà họ thấy quý vị rất là giỏi thì họ có cách để mà họ coi như là tùy theo quý vị giỏi như thế nào nhé, họ sẽ có thể xin cái visa cho quý vị, cái NIW, nhưng mà cái NIW nó hơi khó một chút cho luật, có chứ không phải không, nhưng mà vấn đề là quý vị phải rất là giỏi luôn thì quý vị có thể xin cái NIW, có nghĩa là cái National Interest Waiver á, quý vị không cần phải có công ty đứng ra đại thọ mà chỉ có công ty nói rằng là yes, họ chứng nhận là quý vị giỏi, hoặc là những cái người mà quý vị làm với chứng nhận quý vị giỏi. Còn trước giờ cái ngành luật nó không có tính vào là ngành STEM, tại vì luật sư thôi mà ai học là không được. Trời ơi, nói vậy chắc Trà My cũng đi học luật quá. Đâu có dễ vậy luật sư Khanh, ai học không được hả? Có không phải ai học mà được thì mới đúng, tại vì cái luật là đòi hỏi cái đầu óc phải nhanh nhạy, phải nhớ dai, phải rất là tinh tế nhạy bén, chứ còn nếu mà đầu óc mà lùi xùi như Trà My là quên trước nhớ Không, sau ông là chị, Khanh thấy nhiều người luật sư ngoài tòa họ, họ dở hơi lắm, nên vì vậy Khanh mới nói là Khanh mà học được là chắc chắn ai cũng học được. Vấn đề rằng là mình có bỏ cái thời gian ra để mình học và mình coi như mình hy sinh cái tuổi của mình để mình học hay không. Tại vì cái quá trình của Khanh là Khanh học thẳng tới 28 tuổi luôn, có nghĩa là không có gì hết, là đi làm thì chỉ đi làm đủ tiền để mà trả cho chi phí thôi, còn ngoài ra học thẳng tới 28 tuổi luôn. vậy. Nhân Thì đây xin hỏi luôn là các bạn đang theo dõi chương trình nói về đi du học, học luật ở Mỹ tốn tổng cộng mấy năm thưa anh? Trước hết để mà học luật ở Mỹ thì quý vị phải có cái bằng cử nhân, thì cái bằng cử nhân nó sẽ tùy theo quý vị làm nhanh hay sớm. Khanh có vài người bạn 22, 23 tuổi họ đã ra cái trường luật rồi, nhưng mà tại vì họ có bằng cử nhân sớm, có nghĩa là họ có bằng cử nhân lúc mà họ 18, 19 tuổi, sau đó học luật thì 3 năm, thì mình cho thêm 3 Bảy năm năm nữa rồi đó. thì tổng cộng là 7 năm. Nhưng mà có nhiều người ví dụ họ học phổ thông thì họ ra trường sớm, họ có thể là ra sớm 1, 2 năm rồi xong Không, mình sau đó nói họ. trung bình đi, mình đừng có nói những người kiệt tác Nếu mà kiệt trung bình xuất nó sẽ là 7 năm, trước hết là 4 năm cử nhân này, xong 3 năm luật, nó 7 tổng năm cộng thời rồi, gian là sau 7 khi mà 3 năm luật rồi ra hành nghề được chưa, hay là phải đi thực tập bao nhiêu năm mới thành luật sư? năm. Một khi mình ra trường luật rồi thì mình phải lấy cái state board, cái gọi là cái À, state phải thi bar cái test bài thi quốc á, gia. cái thi, cái bài thi mà cho những người luật sư á. Và một khi mình đậu được rồi thì mình có thể hành nghề liền, mình không có cần phải đi thực tập giống như những nước khác, rồi bắt là giống như là phải đi thực tập thì Mỹ không có bắt. Mỹ nói rằng là ví dụ quý vị ra trường xong, quý vị ngồi, quý vị lấy cái bar đó, quý vị pass, quý vị có thể thực tập liền. Giống như hồi xưa Khanh là Khanh ra trường năm tháng 5 2008, thì tháng 7 Khanh lấy cái state bar, rồi xong tới tháng 11 có kết quả pass state bar thì Khanh ra Khanh làm luật sư luôn, Tức không có là cần phải. 4 năm cử nhân, 3 năm trường luật là 7 năm. Sau 7 năm đó thi cái bằng luật quốc gia, đậu được cái bằng đó là ra vô nghề luôn, không cần Dạ thực đúng tập rồi, gì hết. không cần thực tập. Nhưng mà vấn đề rằng là quý vị ra quý vị cũng không biết gì, thực tế mình có cái bằng luật sư đó Chưa nhưng có mà kinh nghiệm. chưa có kinh nghiệm. Có rất nhiều người luật sư họ pass cái bar họ, nhưng mà thực tế họ không có kinh nghiệm về vấn đề làm như thế nào, họ phải nhảy vô cái hãng luật và công ty luật để mà họ làm, còn nếu không họ phải tự mò mẫm cái con đường họ đi. Thì cái đó là bất kỳ luật sư nào cũng vậy thôi, trừ Nhưng khi cái mà người luật sư thi được cái chứng có. chỉ hành nghề đó rồi là coi như là đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn được gọi là luật sư hành nghề rồi đó. Dạ. Phải Nhưng thi và mà đậu, phải thi và đậu chứ không phải thi. Có nhiều người là ta đó. thi ta rớt, người ta rớt thì có nghĩa là họ cũng không phải là luật sư, Dạ. nhưng mà họ có thể giúp luật sư, còn họ có thể giống như làm người phụ tá hay gì được. Còn nếu mà muốn hành nghề phải đậu cái bằng đó, phải Mà đậu cái cái bằng bar đó mới nó được. có giới hạn số lần thi không anh, hay là thi hoài thế nào đậu thôi? Trước thì có tiểu bang giới hạn, nhưng mà sau này bây giờ bắt đầu họ chuyển qua cái gọi là multi state, rồi có nghĩa rằng là bây giờ 50 tiểu bang họ dùng một cái thi, cái bài thi. Một bài Thay thi. vì hồi xưa có nhiều tiểu bang họ sẽ có bài thi riêng, giống như Texas trước đây có là Texas là riêng, và riêng với Texas thôi mình thi 5 lần mà mình rớt 5 lần là Texas không cho mình thi nữa. Nhưng mà bây giờ với cái Uniform Bar Examination đó, có nghĩa là bây giờ là 50 tiểu bang đều lấy cái UBE, thì cái UBE theo Khanh biết đó là không có sự hạn chế mình có thi bao nhiêu lần, nhưng mà cái vấn đề cái điểm mình nó đủ cao hay không thì tiểu bang nó sẽ chấp nhận cho mình về tiểu bang đó để mà coi như là hành nghề.
Tại vì mỗi tiểu bang sẽ đưa ra một cái con điểm tối thiểu mà cần phải có khi mình thi cái UBE này, mình phải có cái số điểm tối thiểu đó mình mới nhận được về cái tiểu bang đó mà làm. Còn nếu mà quý vị muốn chỉ làm luật liên bang á, thì bất kỳ tiểu bang nào nhận quý vị có thể làm luật liên bang rồi. Còn chỉ là nếu mà mình làm về luật tiểu bang thôi thì mình phải được cái tiểu bang đó chấp nhận cấp cho mình cái bar license, tại vì mình phải Giấy đạt hành chứng. nghề của tiểu bang, Đúng rồi, giấy hành nghề tiểu bang theo đúng tiêu chuẩn của tiểu bang với cái điểm của tiểu bang đưa ra. đúng Vậy rồi, thì toàn quốc, nhưng mà thí dụ tiểu bang này nói 5 điểm tôi lấy thì tiểu bang kia phải 7 điểm tôi mới nhận anh vô đúng làm. rồi, đúng rồi. Bây giờ nói về luật ha, thì Trà My cũng có một câu hỏi này của một người khán giả ở Việt Nam thắc mắc là nếu một người luật sư ở Việt Nam qua đây định cư, họ muốn tiếp tục đi theo con đường luật, họ muốn trở thành luật sư nữa được không? Rồi thí dụ mà trở thành luật sư nữa học hành khó quá, thời gian anh nói 7 năm mệt quá, thì họ có thể mở cái tổ hợp luật sư mà họ đứng cái hoặc là họ đứng chung liên danh với những luật sư khác ở đây có được hay không? Cái này là mình phải tách rời ra, nó có vài vấn đề. Trước hết đó, nếu mà quý vị muốn mở tổ hợp luật sư thì quý vị phải có một người luật sư đứng với cái tổ hợp đó, chứ không có thể quý vị tự mở, quý vị tự gọi là quý vị là tổ hợp luật sư mà sau cái đó quý vị thuê luật sư không được. Lúc mà mở phải có một người luật sư mở chung. Ví dụ mình có vốn, ví dụ cái người luật sư đó À, mình gốc 51% quý vốn vị thì muốn. được à. Chứ mình không có thể tự mở cái tổ hợp luật sư khi mình chưa Nếu có bằng mình không đó. có bằng luật tại Mỹ. Đúng rồi. Và cái thứ hai á, có nhiều người mà người ta đó là luật sư nước ngoài, người ta qua Mỹ thì có cái con đường cái gọi là shortcut, nhưng mà nó cũng phải không có shortcut gì mấy, và nó sẽ tùy theo khả năng của mỗi người. Thì bên này á, ví dụ quý vị bên Việt Nam hoặc nước ngoài có cái bằng cấp luật sư rồi và quý vị đã làm hành nghề một thời gian rồi, thì có hai cách để quý vị vào. Quý vị vào Mỹ, trước hết quý vị có thể đi học cái bằng Master of Law. Master of Law là bằng thạc sĩ của luật đó. Thì thông thường nếu mà quý vị học thì quý vị chỉ học 2 năm thôi và không có cần phải học 3 năm. Thì trong cái 2 năm đó quý vị học xong, quý vị có thể ngồi thi cái bar luôn sau 2 năm Thì cái đó. Nhưng chứng chỉ mà hành nghề luôn à. cái vấn đề với cái đó thì thực tế là nó hơi khó, tại vì mình không học đủ 3 năm và mình không có cái cơ sở vững chắc, nên cái này sẽ tùy theo, giống như Khanh mới nói hồi nãy là nó sẽ rất là tùy theo khả năng của mỗi người. Người nào muốn cắt đứt thời gian á, thì làm cái đó. Còn có những luật sư á, có nhiều người người ta hành nghề ở nước ngoài hơn 5 năm hoặc 10 năm, xong họ qua bên Mỹ, họ có thể xin có từ là gọi for foreign attorney to reciprocate in á, thì họ có thể làm một cái đơn với cái tiểu bang mà họ muốn thi cái bar examination. Họ nói này, tôi có cái bằng luật sư ở ngoài, tôi có hơn 10 năm hoặc 10 năm kinh nghiệm rồi, ít nhất phải hơn 5 năm. Hơn cái con số kinh nghiệm này rồi, và bây giờ tôi không muốn học nhưng mà tôi muốn lấy cái bar này luôn, và nếu mà tiểu Tôi bang muốn lấy họ bài thi này của tôi bà của muốn tiểu lấy bang. bài thi này luôn, và nếu mà cái tiểu bang nó chấp nhận cho thi á, thì cái người này họ có thể ngồi họ thi. Nếu họ thi họ đậu được thì tiểu bang bên đó họ sẽ có cái bằng để mà coi như là làm hành nghề luôn thay vì phải đi học. Nhưng mà vấn đề là quý vị biết á, cái bài thi này nó không phải là dễ, nó rất là khó, và để mà Đúng mình rồi. thi được nó mình phải học hết mấy chục môn luật ở bên Mỹ, và mình phải biết hết những cái xu hướng. Nên vì vậy cái này Khanh mới nói rằng là nó sẽ rất tùy theo cá Vậy nhân, khó quá, khó dường như bất khả tại thi nó một khó lắm. người. Giống như Khanh nói với bạn bè Khanh, nói với gia đình Khanh, trước giờ Khanh học Khanh chưa bao giờ rớt một cuộc thi nào cả, nhưng mà cái ngày mà Khanh lấy cái thi cái bằng bar hồi tháng 7 năm 2008, Khanh lấy xong Khanh tưởng Khanh rớt rồi, tại vì cái bữa đó là thi 2 ngày rưỡi lận chứ không phải là một ngày. 2 ngày rưỡi tổng cộng thời gian mình thi là coi như 20 tiếng đồng hồ, 2 3 ngày đó không ngủ, học đã đời luôn. Bước Thi ra sao ngày anh? thứ Thi ba, viết giấy hay là thi máy tính? nó có 2 cách. Hồi trước đó là cái ngày đầu tiên á, là mình phải viết bằng tay, mà cái ngày đầu tiên chỉ là 4 tiếng thôi. Cái ngày thứ hai á, là multiple choice, có nghĩa là họ cho mình chọn cái lựa Bài A, thi B, trắc C nghiệm. á, có 200 câu hỏi, 100 câu hỏi cho 4 tiếng buổi sáng, 100 câu hỏi cho 4 tiếng buổi chiều, và cái đó là mình sẽ dùng trên máy tính qua cái hệ thống, hoặc là mình có thể thi bằng mình ghi vào cái ấy, tùy mình chọn. Nhưng Cái mà ngày có thứ thi ba vấn đáp không anh? Có vấn đáp. không không vấn đáp. Cái ngày thứ ba là họ sẽ có một cái bài thi cho essay, họ cho mình 8 câu hỏi ngày 4 cái tiếng đầu, rồi xong 8 câu hỏi 4 tiếng sau, và có nhiều người người ta chọn chọn bằng viết, Khanh thì Khanh chọn bằng ngồi gõ máy tính cho nó nhanh hơn để khỏi mỏi tay. Thì sau đó hai người Essay có đồng, nghĩa là anh phải viết luận văn đúng rồi, giống như họ sẽ à. đưa ra một cái hoàn cảnh, họ sẽ đưa ra cái hoàn cảnh này, rồi xong họ sẽ nói ok, nếu kiện
kiểu như thế nào và ai thắng ai thua, phải giải thích rõ ràng. Và cái vấn đề nằm ở đây là ở đâu, phải đặt rõ vấn đề và áp dụng cái luật và nói là ok, nếu áp dụng này, áp dụng cái luật này ai thắng ai thua. Và 8 câu hỏi cho buổi sáng, 8 câu hỏi cho buổi chiều. Thì khanh thi Bài xong thi khanh tưởng nghe khanh khó rớt luôn, quá. rất là Thành khó, ra khanh tưởng khanh đối rớt với luôn. một người nước ngoài vào đây mà muốn thi bài bài thi mà để lấy chứng chỉ hành nghề chắc có chuyện đó bất khả thi rồi. Đúng Nếu rồi. mà ai có đủ cái thời gian điều kiện thì nên đi học từ đầu, học 7 năm rồi ra thì không nói gì, nhưng mà không học được, không thi nổi mà giờ muốn mở tổ hợp luật sư để làm tiếp cái công nghiệp việc của mình và cộng với cái chuyện là hùng hạp với người ta thì cũng không được Dạ đúng luôn, rồi. phải có một người đứng cái Phải có một người người luật luật sư đứng ra, đúng rồi. mà Còn cái có người những người ta mà muốn phải lắp có ra. bằng mới được đứng anh, chứ tôi có tiền tôi không đứng được phải không? Đúng rồi, có bằng Không được và mới đứng phải có cái được cái giấy chứng chỉ hành nghề của mình nữa. thì mới mở À, được cái tổ hợp luật sư. Khanh có cái bằng nhưng mà không có cái chứng chỉ này đằng sau Khanh này thì thực tế Khanh không có thể nói Khanh là luật sư được. À, nên vì vậy có Muốn nhiều người mở người ta tổ vẫn hợp luật mở. sư là phải có lẫn bằng lẫn giấy chứng chỉ hành nghề thì mới mở được tổ hợp luật sư. Đúng rồi, phải có bằng. Còn có nhiều lúc đó, giống như có nhiều lúc mình không có bằng luật sư của bên Mỹ cấp ra, tại vì mình là người luật sư nước ngoài, nhưng mà dẫu sao mình có cái giấy chứng chỉ họ xác nhận là mình, à mình đã đậu cái bar đó rồi và mình đã pass rồi thì mình vẫn có thể hành nghề được. Nên có nhiều À, có lúc giấy mình chứng không chỉ cần hành cái nghề. bằng nhưng mà cái chứng chỉ là bắt buộc phải có. À, chứng chỉ hành nghề mới quan trọng, là mình À, có đúng được rồi, cái đó thì mình mới làm việc được luật sư tại Mỹ hoặc là mình mới mở được tổ hợp luật sư tại Mỹ. đúng rồi. Bây giờ nếu không có cái đó mà tôi hùng hạp để mở đó thì cái người nào có chứng chỉ đó người ta mở, tôi chỉ bỏ tiền hùng hạp phần hùng cổ phần thôi, phải không Dạ à? đúng rồi, dạ đúng. À, Và tôi vậy thì vẫn có thể chạy cái văn phòng đó được nhưng mà bắt buộc tôi phải có một người luật sư đứng ra để mở cái PLLC đó. Bên Texas bắt buộc rằng là nếu mà mở một cái professional liability, limited liability company á, là một công ty trách nhiệm hữu hạn và cho những người chuyên nghiệp á, thì bắt buộc phải cái một trong những người chủ phải là cái người professional đó. Giống như ví dụ Khanh mà muốn mở một cái công ty luật thì Khanh phải là người đứng ra, hoặc là Khanh có thể có vài người không phải là luật sư góp cổ đồng cổ phần với Khanh nhưng mà bắt buộc Khanh phải có trong đó. Ví dụ Khanh không có trong đó thì công ty này không phải là cái professional limited liability company nữa rồi. dạ rồi, tức là phải là người có nghề thì mới được mở cái doanh nghiệp, chứ không có nghề thì khỏi có mở doanh nghiệp đi. Dạ, nói vậy Mở thì doanh nghiệp mới đắt nhưng mà nông không nha. phải là nghề, không, mình không phải nói là nghề độc thù. Giống như ví dụ người nha sĩ họ mở, họ phải có người nha sĩ đứng, hoặc là một người bác sĩ mở phải có bác sĩ đứng, hoặc là một người bác sĩ mắt còn như thế nào á. Còn ngoài ra quý vị muốn mở doanh nghiệp thì thoải mái, nhưng mà quý vị đừng có nói là quý vị là professional trừ khi nào quý Đang vị có cái bằng cấp đặc thù. Đúng rồi, mình đang nói những cái doanh nghiệp về chuyên doanh nghiệp môn đây về nè, đó, chuyên môn. y luật dược thì đó nha đó. Vâng, cảm ơn anh, bữa nay được mở mắt thêm về cái đường hướng luật tại Việt Nam. Câu hỏi của Văn Đức Phạm: cư trú bất hợp pháp tại Mỹ nhưng có hộ chiếu Việt Nam, thẻ ID, thi bằng lái xe được không? Học đại học có được cấp bằng không? Trước hết đó là thi bằng lái xe nó sẽ tùy theo tiểu bang, có tiểu bang sẽ không chấp nhận, có tiểu bang sẽ cho phép quý vị, giống như Cali sẽ đồng ý. Texas thì thực tế là hạn chế, không có nhiều lúc Texas không cho, mà quý vị phải chứng minh là quý vị có thẻ xanh hoặc có quốc tịch hoặc là có visa ở lại Mỹ lâu dài thì thẻ xanh bên Texas mới cấp cho cái bằng lái. Còn về vấn đề quý vị muốn học đại học á thì nó sẽ rất là tùy theo cái trường đại học. Có trường đại học bác không chịu, phải nói rằng là nếu mà quý vị đã ở đây bất hợp pháp mà quý vị đi học phải học trường phổ thông ra, quý vị báo báo lên rồi thì tôi có lúc đó là trường đại học có thể họ sẽ nhận, nhưng mà quý vị phải trả tiền, có nhiều lúc quý vị không có thể xin học bổng hoặc là coi như là bên financial aid được. Nhưng mà có nhiều đại học có một cái quỹ tiền riêng để giúp đỡ những người mà coi như là không có giấy tờ ở bất hợp pháp á. Còn về quý vị muốn hàng ngang nhiên đi học đại học thì cái đó nó sẽ rất là tùy theo đại học mà quý vị đang muốn học, nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ bất hợp pháp. Vẫn trường hợp này có đổi hộ chiếu Việt Nam khi hết hạn được không? Đang ở New Jersey. Được chứ, quý vị vẫn có thể đổi hộ chiếu Việt Nam, quý vị chỉ cần làm việc với lãnh sự quán của Việt Nam ở bên Washington đó. Tại Washington thì gần New Jersey hơn thì họ có thể gia hạn lại cái hộ chiếu của quý vị, cái đó không thành vấn đề. Câu hỏi của bạn Tân Lâm là Mỹ có tuyển nguồn lao động phổ thông tự do hay không? Lao động phổ thông tự do À, lao có động nghề phổ nghiệp. thông tự do thì thông thường là không, bởi vì cái đó là nếu mà cái gần nhất á, là cái H1B, H2 chứ lộn, cái lỗi, cái H2 á, H2 là lao động tự do nhưng mà theo nhu cầu. Tự do đây có nghĩa rằng là ví dụ họ cần quý vị trong một cái ngành nghề gì đó thì họ có thể thuê hàng loạt người
qua visa H2B, nhưng thực tế ở Việt Nam không phải là một cái nước mà bên Mỹ cân nhắc cho H2B. Nên vì vậy cái nghề lao động tự do đây á, nếu mà quý vị không phải người Việt Nam thì có thể có cơ hội, nhưng mà bởi vì mình là Việt Nam nên H2B không có. Nên vì vậy Chủ mình yếu phải là có cho cái Mexico và cho Mexico, cho những cái người ở bên những nước Nam khác, Mỹ. Nam Mỹ hoặc là những nước khác chứ không phải Việt Nam. Nói chung H2B không thuộc Việt Nam. Lao Nhưng động mà tự nếu do. mà quý vị ở Việt Nam mà nghe quảng cáo thì cái này là có chừng lừa bịp nhá. Tại vì có rất là nhiều người Lao quảng động nghề cáo. nghiệp á, thì quý vị cần, hoặc là lao động cái kiểu mà không, có nghĩa là cái đi làm ở mấy, thông thường bên Việt Nam sẽ thấy là đi làm cho hãng ăn, cái chỗ ăn làm đầu bếp hoặc là phụ bếp, hoặc là đi làm cho những cái nơi mà ấy, coi như họ gọi là meat packing plant, có nghĩa là những cái nơi mà Cơ sở họ cơ đóng chế sở biến đóng 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 chế biến đóng thịt hoặc thịt gà hay gì đó, thì cũng có rất là nhiều, thì cũng có công ty họ làm được, nhưng mà phần lớn đó là sẽ có vấn đề. Nên vì vậy anh mới nói rằng là không phải công ty nào cũng có vấn đề cả, nhưng mà thực tế là mình phải biết cái người giới thiệu là ai, và mình phải coi quá trình đó. Nếu mà mình cứ tin tưởng họ và không có hỏi gì, phần lớn là quý vị sẽ mất tiền và không được có hiệu quả gì. Quá lố giờ, Trà My xin phép nhanh nhanh để các bạn được nhiều người được trả lời nha. Sinh viên học xong trường cao đẳng hoặc là học xong đại học làm sao có thể tiếp tục ở lại với thẻ xanh 2 hay 5 năm ngoại trừ không kết hôn? Thì quý vị có thể có một công ty đứng ra đại thọ cho quý vị cứ với cái visa H1B, và nếu mà quý vị làm công ty đó lâu và họ thích thì họ có thể đại thọ cho quý vị cái EB3 á. Còn nếu mà quý vị có bằng cấp cao hơn thì EB2. Còn nếu mà quý vị rất là giỏi trong ngành của quý vị thì quý vị làm cái National Interest Waiver. Thì đó là những cái cách để mở lại hợp thức. Câu hỏi của Trần Phú chắc nhiều người thắc mắc lắm đâu. Tôi muốn cho con tôi đi du học tiếng Anh thôi, có được không? Ở Dạ Mỹ có không. cho Chắc chắn không. cho hỏi S2A chồng bảo lãnh vợ thời gian bao lâu thì phỏng vấn? F2A á, là hiện tại bây giờ đang bị trì trệ lại, bị retrogress là coi như là 6 năm luôn á. Cái hồi cái bây giờ cái ngày ưu tiên mà bên Bộ Ngoại giao họ đang duyệt F2A là ngày 8 tháng 10 2017, thì trước đây là lúc nào cũng là current. Current có nghĩa rằng là hồ sơ chấp thuận thì lãnh sự quán họ duyệt, nhưng bây giờ là họ quay ngược tới tháng 10 2017, có nghĩa là gần 5 năm và 9 tháng, bởi vì bây giờ mình tháng 7 2023. Câu hỏi này có 3 phần. Hết hạn visa 15 tháng 8 thì đến ngày mấy tôi có thể điền đơn visa mới? Hết hạn visa 15 tháng 8 thì tới ngay lúc này quý vị có thể điền xin visa mới rồi. Trong đơn xin du lịch 3 tháng, sau đó sau khi có visa tôi đi đúng hạn 3 tháng về Việt Nam đúng hạn, visa còn hạn. Sau 6 tháng ở Việt Nam tôi lại sang Mỹ chơi 3 tháng nữa có phạm luật không? Cái đó tùy quý vị có thể đi vào Mỹ bất kỳ bao nhiêu lần trong cái thời gian mà visa có hiệu quả, nếu mà cái visa của quý vị có cái từ M cho dưới entry á, có nghĩa là quý vị có thể ra vào nhiều lần á, quý vị có thể đi 4 5 lần hoặc 6 7 lần trong cái thời gian 1 năm đó cũng được, không thành vấn đề. Nhân viên lãnh sự quán xét cấp visa lần tiếp theo họ tính tổng 2 lần đi của tôi hay tính riêng từng lần nhập cảnh Mỹ và xin cấp lần tiếp theo có khó không? Cái khó hay không có đó tôi sẽ tùy theo cái vấn đề rằng là quý vị có bằng chứng gì để mà chứng minh là quý vị sẽ quay trở về lại Việt Nam và quý vị không có ở bất hợp pháp lại bên Mỹ. Và họ sẽ coi tổng quát cái thời gian quý vị đi, quý vị ở bao lâu trong cái năm mà quý vị có. Nếu mà quý vị ở, ví dụ nhé, quý vị có visa 1 năm, quý vị ở bên Mỹ hơn 9 tháng rồi, có thể họ sẽ nói là họ không cho. Nhưng mà cái vấn đề họ sẽ coi lại quý vị ở lại Việt Mỹ quá lâu để bao lâu, và sau đó quý vị lại xin quý vị đi tiếp là lý do tại sao. Nếu mà họ có hỏi tại sao đi qua Mỹ quá nhiều thì tới lúc đó quý vị nên có cái câu trả lời cho phỏng vấn đó. Nhưng có thể họ, nếu cái đó là may mắn, nếu họ hỏi, còn có nhiều lúc họ sẽ nhìn hồ sơ họ không care, họ nói không cho nữa. Nên quý vị phải cân nhắc về cái vấn đề thời gian quý vị đã ở trước đây là bao lâu, và trong thời gian kế tiếp quý vị muốn qua Mỹ ở là bao lâu. Huy Võ, tôi cưới vợ 2 quốc tịch Mỹ, Việt Nam. Vợ tôi nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam. Chúng tôi cưới ngày 25 tháng 2 năm nay. Tôi đã làm giấy đăng ký kết hôn tại thành phố cấp ngày 19 tháng 6 năm nay. Xin hỏi trường hợp của tôi, vợ tôi có làm bảo lãnh cho tôi được không? Chúng tôi đang soạn đơn 130 Được chứ? Y130 A. Được chứ? Thoải mái ạ. Câu hỏi tiếp theo là tôi mới nhập cảnh visa định cư Mỹ, thẻ xanh chưa có, mới có số an sinh xã hội, vậy có mở hồ sơ cho con tôi còn ở Việt Nam dưới 21 tuổi được không? Dạ được chứ? Cái thị thực của quý vị á, cái thị thực định cư quý vị có nói rõ luôn rằng là lúc mà quý vị vào Mỹ thì coi như là quý vị đã là người thường trú nhân rồi, thông thường họ sẽ đóng cái dấu mộc.
Quý vị nên coi lại lúc mà quý vị vào Mỹ lần vừa rồi đó, là bên hải quan có đóng dấu mộc cho quý vị không? Nếu họ có đóng thì ngay lúc này quý vị có thể quay ngược lại làm cái hồ sơ bảo lãnh cho con của quý vị rồi. Còn nếu họ chưa đóng dấu mộc đó, thì quý vị một là lên online để coi là có cái quý vị phải tìm cái online I-94, nhưng mà thực tế là quý vị sẽ không có cái I-94, nhưng mà quý vị sẽ coi cái record of entry and exit, có nghĩa là cái lịch sử của lúc mình đi vào ra nước Mỹ, thì nó sẽ cho quý vị biết là quý vị vào Mỹ như thế nào. Quý vị có thể in cái đó ra để mà chứng minh rằng quý vị là người thường trú nhân để mà làm hồ sơ bảo lãnh. Còn nếu mà mình vẫn tra không được thì mình phải lại cái văn phòng của hải quan ở cái nơi mà có thẩm quyền qua dưới cái thành phố của quý vị á, thì mình sẽ xin họ đóng cái dấu mộc vào cái hộ chiếu. Tới lúc đó họ đóng dấu mộc rồi thì mình sẽ lấy dấu mộc đó vào cái thị thực để mà bảo lãnh. Dạ, yeah. Vợ chồng bảo lãnh bằng thẻ xanh thì bây giờ chờ bao lâu? À, hiện bây giờ sẽ chờ gần 6 năm á, 5 năm và 9 tháng. Dạ, yeah. Xin hỏi F4 tháng 7 năm 2007 bao lâu nữa được phỏng vấn? Nếu mà quý vị tháng 7 2007 thì quý vị đợi phải cỡ 4 5 tháng nữa, tại vì bây giờ F4 họ duyệt tới ngày 22 tháng 4 2007, nhưng mà với cái lịch tháng 7 vừa rồi á, là vẫn là 22 tháng 4 2007, nên tháng 7 và tháng 8 cái lịch phỏng vấn nó không có xê, nó không có nhích. Và ví dụ mình mà nói tháng 6 á, nó vẫn là tháng 6 thì họ duyệt ngày tới ngày 8 tháng 4 2007, có nghĩa là trong vòng 2 tháng trời họ chỉ nhích được 2 tuần. Dạ, Có nghĩa rằng là quý vị có thể đợi lâu hơn nữa. công lộc Trần, visa có visa Mỹ có quy định thời gian đi qua lại qua đi qua lại Mỹ không? Tôi mới về 3 tháng giờ muốn qua lại được không? Quý vị có visa gì từ bên Mỹ không? Không hiểu. Trước Dạ, hết đó xin bổ là sung quý câu hỏi. vị đang ở nước ngoài, quý vị đang ở nước ngoài mà cái câu hỏi quý vị không hiểu là Dạ, liên quan tới Mỹ vậy như thế xin nào. quý vị bổ sung câu hỏi nha, để mình chạy cho nhanh để kịp những người khác được trả lời. Xin hỏi luật sư có văn phòng đại diện ở Việt Nam không? Hoặc À, email. thông thường Khanh thì Khanh không có giữ văn phòng đại diện, Khanh làm việc với trực tiếp với khách, và vấn đề Khanh rất là lựa chọn khi Khanh làm trực tiếp với khách. Nếu mà quý vị muốn hỏi câu hỏi thì tốt nhất là lại chú chương trình mỗi thứ năm, Khanh và chị Trà My sẽ trả lời cho quý vị trực tiếp và nhanh nhất. Còn nếu mà quý vị muốn cuộc hẹn riêng thì quý vị có thể email Khanh hoặc nhắn tin cho Khanh. Email thì là khanhtphạmlawfirm@gmail.com, còn nhắn tin thì qua Viber là số 832 8770 thì hai cách đó. Nhưng mà vấn đề là Khanh có rất nhiều email Khanh cũng không duyệt, tại vì thông thường email không nói rõ ràng, và cho dù nói rõ ràng thì rất là dài dòng, và nên vì vậy trả lời email không thì Khanh sẽ không có thời gian Khanh làm việc nữa. Nên vì vậy á, mà nhắn tin qua bên Viber á, ai mà gọi thì Khanh cũng không trả lời, bởi vì Khanh không biết ai là ai cả. Và nếu mà có nhắn tin thì cho Khanh biết rõ ràng, và nếu mà nó đơn giản Khanh có thể trả lời liền, Khanh sẽ trả lời. Còn nếu mà nó dài dòng quá thì Khanh sẽ nói rằng là, một là lấy cái hẹn hoặc như thế nào để mà Khanh nói chuyện, còn ngoài ra để mà viết qua viết lại rất là kém thời gian, tốn thời gian lắm. Đơn giản nhất là tại sao quý vị không theo dõi chương trình thường xuyên tối thứ năm mỗi tuần như thế này trực tiếp, vừa hỏi được câu hỏi của mình mà vừa tham khảo được nhiều cái ý kiến khác nữa, thông tin mới nữa, những Dạ cái đúng rồi. chuyện gì khác người ta hỏi có liên quan tới di trú mình cũng mở mang được đầu óc. Thành ra chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, Facebook hoặc là YouTube, quý vị đón nghe, hỏi đáp miễn phí, lụm liền, không có cần đợi chờ lâu lắc. Quý vị nhớ đón xem thường xuyên nhé. Tuần này mà chưa được trả lời, tuần sau quý vị trở lại, quý vị nói là tuần trước tôi đã hỏi mà chưa được đó. Lúc nào quý vị cũng được ưu tiên. Dạ, một lần nữa thì hồi nãy luật sư Khanh có để cho quý vị một cái đường link, một cái đường dẫn trên cái phần bình luận đó. Quý vị nhớ vào đó để xem cái danh mục mà những cái lĩnh vực học tập nào được xem là STEM. Quý vị nhớ bỏ cái dấu gạch ngang cuối cùng nha, tại hồi nãy lúc mà Khanh vừa làm á, Khanh hơi quýnh, Khanh đánh cái dấu gạch ngang cuối cùng, mà nếu mình copy nguyên cái link đó thì không vào được đâu. Bỏ cái dấu gạch cuối cùng đi rồi sao quý vị sẽ vào được cái link đó. Để mình xem là danh sách nào được gọi là STEM để được OPT tới 3 năm thay vì là 1 năm. Dạ, thời gian quá lố luôn người của luật sư Khanh tới 20-30 phút rồi đó, không biết luật sư Khanh cho phép tiếp tục nữa không, hoặc là mình sẽ hẹn lại Dạ, tuần sau. dạ thưa chị ạ. Thôi một vài câu nữa thôi nha, tại vì thấy người ta chờ đợi nãy giờ mình cũng sốt ruột giùm người ta đó anh. Dạ, xin hỏi hiện nay bảo lãnh hôn phu thời gian đợi bao lâu? À, đợi rất là lâu luôn, tại vì vấn đề rằng là bên sở di trú họ sẽ không có chấp thuận cái I-129F, họ sẽ ngầm đó. Tại vì vấn đề giống như quý vị biết, bây giờ những cái bảo lãnh vợ chồng mà có thẻ xanh đang bị đẩy ngược lại gần 6 năm rồi. Tại vì trước đây là cứ tới đâu là tôi giải quyết tới đó, bây giờ đẩy ngược lại 6 năm. Và vấn đề hôn phu thì bây giờ hôn phu hôn thê cũng vậy, cũng đang rất là lâu.
Năm Dạ, trăm, con con bảo, muốn nói là chị nói đi. xin hỏi, con bảo lãnh bố mẹ chờ đợi bao lâu? Dạ, Con tại bảo thời lãnh gian không của còn mẹ nhiều mà trong cái con cuộc có đời quốc đó. tịch thì rất là nhanh, trong vòng 1 năm rưỡi, là 1 năm rưỡi tới 2 năm là ok rồi. Dạ, những câu hỏi này ngắn gọn, mình đi nhanh để cho nó có đủ thời gian nghe luật sư Khanh. Mẹ bảo lãnh cho hai bố con, bố 35 tuổi, con 13 tuổi, thời gian còn bao lâu? Cái vấn đề đó là quý vị có quốc tịch hay quý vị có thẻ xanh. Nếu mà quý vị có thẻ xanh thì lâu lắm. Thẻ xanh 10 năm có thể bảo lãnh vợ du học sinh ở lại Mỹ được mà không cần về nước không, thưa luật sư? Có, nhưng mà quý vị, cái người quý vị bảo lãnh phải ở lại Mỹ hợp pháp hóa hoàn toàn, chứ không phải bảo lãnh xong cái là người vợ đó bỏ học. Nên vì vậy nếu muốn bảo lãnh để mà vợ ở lại thì được chứ. Nhưng bây giờ quý vị nên nhớ, cái người có thẻ xanh mà bảo lãnh người vợ hoặc chồng thì phải đợi 5-6 năm mới có ngày phỏng vấn. Nên vì vậy tốt nhất là nhập tịch đi, nhập tịch xong muốn làm gì làm. Dạ, cảm ơn các bạn kỹ thuật ở đây đã mở cái đường dẫn lại cho quý khán thính giả trong phần bình luận đó, để quý khán thính giả vào đó xem cái danh sách STEM mà mình đang nói. Dạ, câu hỏi của bé Ruby, con tôi đang học đại học năm 3, sau khi qua Mỹ có được học lại đại học bên Mỹ không? Được chứ. Nhà, trước hết là quý vị, con của quý vị nếu mà có chọn trường rồi thì con của quý vị sẽ in ra cái học bạ và gửi cho trường, và trường bên Mỹ sẽ coi rằng lại là sẽ nhận những lớp nào để cho chứng chỉ, còn nếu không sẽ bắt lại học lại hoàn toàn. Dạ, vẫn là những câu hỏi nhanh gọn lẹ nha. Nhật Phương xin hỏi là 52 tuổi có tham gia chương trình EB3 được không? Được chứ, nhưng vấn đề sẽ là coi như là quý vị chọn về cái lĩnh vực nào để quý vị làm. Chắc Dạ, được, cái có quý tuổi vị tác 60 tuổi quý vị vẫn có thể làm được. tùy theo cái khả năng thực sự chất, cái tiềm chất của mình có hay không Tùy đó. theo cái kinh nghiệm của quý vị và công ty đại thọ cho quý vị như thế nào. Trà My xin phép được tạm dừng chương trình tại đây, mặc dù quý vị vẫn còn theo dõi rất là đông, câu hỏi vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà tại vì chương trình đã gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi thì chắc quý vị ở Việt Nam bây giờ cũng đã 12 giờ 22 phút khuya, quá nửa đêm mà về sáng ở Việt Nam, quý vị cũng rất mệt mỏi. Luật sư Khanh nãy giờ cũng rất là mệt, tại vì ở Texas mới bắt đầu ngày làm việc thôi, thành ra mới bắt đầu mà nói chuyện cả 1 tiếng rưỡi đồng hồ như vậy cũng mất sức. Thôi thì mình sẽ phải tạm ngưng để mà mỗi tuần mình lại có cơ hội gặp nhau, vẫn phải tức là gặp nhau thường xuyên thì là ai chưa được trả lời cuối cùng cũng sẽ được trả lời cả, và thêm nữa là mỗi tuần đều có những thông tin mới về di trú Mỹ, mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm rất là nhiều vì lúc nào cũng dành cái sự ân cần chu đáo cho chương trình hỏi đáp di trú của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. À, Khanh cảm ơn chị Trà My, và Khanh cảm ơn quý vị khán đến giả đã thức khuya hoặc là chưa ăn trưa để mà ngồi đây để nghe Khanh và chị Trà My nói chuyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn quý vị vào tuần tới. Những người mà chưa ăn trưa ngồi đây đó là có luật sư Khanh với Trà My đó, thành ra mình cũng hiểu rõ cái cảnh lúc này, mình cũng thông cảm là mọi người cũng mệt mỏi rồi. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, mong quý vị đón theo dõi thường xuyên nhé. Tối thứ năm tuần sau xin hẹn gặp lại trên làn sóng này, 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, xin đón chờ vào tối thứ năm mỗi tuần với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My trân trọng cảm ơn luật sư Khanh, cảm ơn quý khán thính giả và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị. Kính chào chị và kính chào quý vị.